thôi chết, em quên ghi cáp nữa chứ. Trời đất ơi, thiệt tình em luôn chờ. Chết là em bấn não quá mấy chị ơi. Vô giùm em mấy chị ơi. Hello, hello mấy chị, hello mọi người. Trời ơi, hôm nay hàng chưa có về, về trễ quá nè. Chưa có lên được cái mỏng hot cho bà nữa. Hello mấy chị, hello mọi người. Hôm nay em lên hàng sale trước nè mấy bà ơi. Hôm nay em xả hàng cho bà nè. Quên, em quên ghi cáp sành luôn á. Quên ghi cáp luôn, em đợi. Em đợi không thấy, không thấy gì ta. Lên sạc pin giùm em cái sạc pin. Không thấy gì mấy bà ơi, hôm nay em luôn subo, em không có lên chat inbox được luôn á. Khách nhắn tin em quá trời luôn mọi người, mà em không có trả lời inbox được với chị luôn á nha trời. Nên là mấy bà thông cảm giùm em nha. Có gì để em like xong đi rồi em check box tiếp cho mấy chị nha. Có vấn đề thắc mắc gì thì cứ nhắn em. Còn chị nào đặt hàng trên like á mà em chưa trả lời inbox á thì mấy chị vào mấy chị comment ở trên đây giùm em luôn ha. Để có hàng thì em chừa luôn cho mọi người luôn cho nó dễ nhớ bà nha. Hello mấy chị, hello mọi người. Trời, cái bộ này là rồi bộ dây đi chị hả? Bộ dây em đang về hàng lại nha. Áo khoác Quảng Châu đang về luôn, đang về hàng mấy chị ơi, đang về hàng với mấy bà nha. Trong quá trình em đợi hàng về là bây giờ em lên hàng sale cho mấy bà được không? Đó, em chọn tối nay xong rồi đi đơn cho em luôn nha chị. Ok em. Pyjama còn mấy mẫu đằng sau lưng rồi mấy chị nè. Pyjama mẫu mới luôn, hồi bữa về có một cổ thôi, hôm nay về hai cổ tầng với bà luôn nha. Pyjama 99.000 hàng Loan giùm em luôn, mặc rất là sang nha mấy chị. Rồi ai đang xem like thì chấm bài và chia sẻ giùm em luôn. Rồi còn đen dài không chị, giống như chị đang mặc thì còn nhiều màu lắm. Giống như chị đang mặc thì còn nhiều màu lắm lắm luôn á nha. Đây mấy chị ơi, set em đang mặc nè mọi người. Cái set này em bán có giá 105.000 à. Đây em mới về lại em trả cho khách luôn ha. Em mới về hàng lại một cái đợt em trả cho khách em cái bộ này luôn. Tại vì hôm bữa hả, mấy chị cứ hỏi cái hàng sách nách này hoài luôn à. Đó, hôm nay em mới về thêm cho mấy bạn chế được cái này nha. Chị có áo khoác eo vì gì không chị? Chưa em, quần tây hôm nay có hàng đang về mấy chị ơi. Hàng nó đang về mấy chị, chưa có đủ mẫu. Nên là hả, em lên trước mấy mẫu sale nữa lại hả, em lên hàng tặng trước đầu like cho mấy chị nha. Để mấy chị có thể nào mà chia sẻ livestream giùm em không? Nha. Có quần tay dạ có mấy chị, cái gì em cũng có trơn á. Loan xanh ngọc đi chị, Loan xanh ngọc là xanh nào là em lấy hả? Cái này Loan chỉ có màu đỏ nè, màu đỏ hay màu hồng thì cũng được nha. Rồi nè, màu xanh ngọc nè, dễ thương lắm. Cái này xanh đen nè, cái này xanh đen nè, cái này màu hồng nè. Đó, chốt chị cho nó dễ ha. Nè, hồng nè, xanh đen nè, rồi xanh ngọc nè, với lại màu này là màu hồng, màu đỏ đi. Đó, giá có 99.000 bộ à, tay dài luôn. Tay dài cánh dơ với lại là hả, cổ sen nó rất là hot hit cái bà luôn, đẹp lắm. Đợi em tí em lấy cho. Rồi có quần đen dài luôn, đợi chút xíu hàng đang về mấy chị ơi nha. Hàng đang về nên là thông cảm, đợi em xíu nha. Bộ em đang mặc là giá 105. Đợi em đây nè. Trời ơi, mê bà Trang lắm luôn rồi. Trời ơi, cảm ơn bà yêu nhiều luôn. Đây nè, bộ em đang mặc là giá 105.000 bộ hà, rẻ dữ lắm, rẻ luôn em mới thiệt. Mà cái này nó là hàng mango nữa, ơ lộn, nó là hàng bujip nữa, mặc sướng lắm. Nhưng mà hôm nay lên đầu like nè, bán tặng cho bà chế trước mấy mẫu nha. Bán tặng với bán xã với bà chút mấy mẫu luôn. Nói chung là hàng đẹp mê nha. Bộ mới hôm nay có mấy mẫu lẻ lẻ, em lên em sale hết cho bà luôn, cho bà mấy bà về mấy bà mang luôn nè. Em lên màu trước cái bộ này cho mấy chị ơi. Trong quá trình em lên mẫu này mấy chị cứ chia sẻ livestream giùm em nha. Để làm gì vậy? Ê bật miếng nhạc. Để làm gì? Để lát hồi nếu mình mua hàng mà lỡ cái mẫu mình thích mà mình comment trước mà nó không có hiện lên cái người chia sẻ là mình tức chết nha. Là mình tức chết luôn. Rồi ok. À, chốt phay này nha, phay đó là phay gì vậy chị nào? Chị nào đây? Ok chị. Ok chị Kim Tiệm nha. Lấy em 4 cái quần nha. Quần 69k, ok Nhân nè, ok em. Rồi đây mấy chị ơi, bộ em đang mặc là bộ thể thao sát nách nha mọi người nha. Cái này nó là hàng mua zip. Em bán mấy lô rồi. Cái này là em về thay em chạy cho khách sĩ nè. Em về thay em chạy cho khách sĩ nè mọi người nè. Nên là còn sót lại một ít. Em lên em like cho mọi người luôn ha. Em bán có 105.000 à, em đặt dư ra. Tại vì cũng có nhiều chị lẻ hỏi em mẫu này lắm. Nên là em sẵn em lên hàng, em về thêm cho mấy bà dư ra chút định em bán luôn nha. Trời ơi, em nói thiệt sự với bà luôn, 40-60kg mặc vừa. Bộ này có 105.000 mấy chị. Quần có túi luôn, mặc đã lắm. Nè, 40-60kg mặc thoải mái lắm luôn á. Mấy chị nào mà hả thiệt đã mua hàng bu zip nhà em là chỉ có mê thôi. Tại vì cái chất nó mặc rất là đã
nó thực thêm và thêm cái màu hồng. Pyjama đằng sau lưng em mấy chị, đợi tí em lên cho. Đợi tí em lên cho, đợi em xuống đi. Nè, màu hồng nè, trời ơi, màu hồng ngọt chưa? 105.000 bộ. Đó, đã lỡ rồi, đang sẵn mặt bộ này em lên màu luôn. Chị nào lấy được thì chốt nha. Rồi để em lên hàng sale, hàng tặng với bà luôn, được không? Hai em đi nhiều mẫu mấy chị ơi, yên tâm ha mọi người. Rồi đây, quá đẹp luôn. Đây, xuất sắc luôn mấy chị. 105.000 bộ giùm em thôi nha, màu xanh lạ nè. Rồi ok chưa? Màu hồng nè, quần có túi thoải mái luôn. Màu đen giùm em nè, màu vàng. Rồi và màu nâu tây. Ai thích màu nào chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giùm em luôn, được không? Rồi, bắt đầu em lên hàng sale, hàng tặng nha, nhớ chia sẻ giùm em. Ok, chị Xuyên Nguyễn, một cái màu nâu nè. Dạ, 105.000 một bộ em đang mang ha. Quần dây rút chứa lên, bộ eo quỳ sâu lâm chị, 99.000 em ơi. Này 99.000 bộ giùm chị, 99.000. Hàng lụa Latin luôn, ôi lộn, hàng lụa Satin luôn, đẹp lắm, Latin chứ lộn. Đây, những cái vải nè, rất là rủ luôn nha chị em, rất là rủ luôn. Đó, 99.000 bộ à, đẹp lắm mấy chị. 99.000. Còn cái bộ bông này nè, đẹp xỉu luôn. Cái này em có 10 bộ, em còn được có 5 bộ thôi. Em còn được 5 bộ là mấy chị đẹp gọi điện không nghe máy mới có hàng xả ma. Em sẵn em treo lên luôn. Bộ này cũng có 99.000 à. 99.000 tay dài nha mọi người chốt giùm em là cái này là Burberry đi ha. Có lộn LV chứ lộn. Ha, LV đi. LV đi cho nó chắc ăn, đã mất công nó lộn. Chưa, đang về hàng mấy chị ơi, hàng nó đang về. Nên là em lên chuột chút xíu cho mọi người mấy cái mẫu cũ cũ trước nha. Burberry cho tiền, ơ lộn, bên thiên ơn không phải lộn. Tiền nhiễm lấy cái nào em ơi? Chị Đặng Gia Trần lấy cái nào nè chị ơi? Bộ em đang mặc hay sao vậy ta, đúng không? Đúng không ta, tiền nhiễm lấy đủ màu bộ chị đang mặc hay là lấy cái gì vậy, chốt lại giùm chị nha. Ok, vậy đúng rồi đó. Đặng Gia Dụng lấy 3 màu nè, ok chế nè. Tiền nhiễm lấy đủ màu nè. Bộ này bền ít lắm chế. Đợi em xíu nha, em lên hàng sale tiếp nè. Để em cho em xong cái đặt cái mẫu này đi. Tặng cho bà chế mấy mẫu nè. Lên hàng hot luôn. Hàng thì đang về rất là nhiều quá mấy chế. Kim tiệm đúng rồi. Ok la. Rồi, tiền lấy bộ đen nè. Thiên Ân comment chấm chấm em đừng bê nha. Hồng vàng chị Kim Toàn 2 bộ nè. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Thiệt luôn á, em về được ít à. Em về em chạy cho sĩ á. Cái rồi em lấy thêm dư ra chút xíu em bán cho khách thôi. Xanh lạ với nâu cho chị Trâm Bi nè. Xanh lạ với nâu cho Trâm Bi em ok nè. Đẹp quá ha, rẻ nữa. Có bộ dây quần đùi 49 hôm qua không? Mới về 50 bộ luôn. Cái bộ này em nói thiệt rất là đã. Đợi em xíu đây, mới về luôn. Ok chị, em về cho Hân, cho Hân Phúc nè, em về cho Hân Phúc nè. Ok, tình yêu luôn đâu rồi. Nè, bộ này em còn có 3-4 bộ không hết rồi, ít lắm. Hân Phúc bộ em về nè. Ờ, chị hả? Tùy mẫu em ơi, em muốn lấy sĩ thì em cứ cọc cho chị 500 ngàn ha. 500 ngàn chị cho em vào nhóm, cuối giờ chị sẽ thông báo vào nhóm sĩ giá của ngày mẫu, những ngày hôm nay chị like cho khách nha. Còn chị bán, chị giá bán gì là giá bán lẻ. Giá sĩ thì trên lần khoảng chừng 15-13 ngàn tùy mẫu giùm chị nha. Chị thì bán lẻ lắm, thiệt. Trời ơi, đang về ơi, nhiều mẫu lắm luôn á. Xuyên Nguyễn có nâu rồi. Xuyên Nguyễn có nâu rồi không anh? Xuyên Nguyễn có nâu chưa? Có nâu rồi, biết chế. Em lên cái mẫu này em bán tặng với bà nè. Đợi em xíu em kiếm nào. À, em lên cái bộ pyjama 59.000 với bà được không ta? Lên bộ đó ta, hay là bà lên cái gì đây? Để em kiếm cái gì thật là đẹp, thật là lộng lẫy em. Em lên em bán tặng cho mấy chị mà xuống lượng nè. Rồi ok thôi, gom nguyên chồng này lên đi. Rồi đó, giá bao nhiêu bán bấy nhiêu đây nè. Thiệt sự là họ về nó tùm lum tè le mẫu quá mấy chị ơi. Bây giờ em gom nguyên cái cùi này lên nè. Đó, cái này là mấy chị gọi điện không nghe máy nên là em buông ra em xả luôn. Còn là họ hàng mà gọi là thuê bao quá, ôi lộn, bơm á là chưa khui nha. Để ngoài đó đó, để lưu thông tin. Xếp thể thao tay dài chỉ còn có 2 màu à. Ủa hết luôn rồi. Tay dài chỉ còn có mẫu dây kéo à. Chỉ mẫu dài chỉ còn mẫu dây kéo thôi. Ok chưa? Rồi bắt đầu lên hàng sale nha mấy chị. Pyjama đùi đợi em tí. Rồi lên hàng sale bán đầu like tặng chị em mình vui vẻ nha. Xuất sắc luôn, bộ này bự chà bá. Chị nào mà gọi là big size á, hoặc là mua cho mẹ đồ mặc á, lấy bộ này về mặc rất là mát. Và cái form nó cực kỳ to. Rồi em sale bộ này cho mọi người luôn nè, 39.000 bán đầu like tặng cho chị em mình nha. Ai chia sẻ chốt đơn liền 39.000.
mẹ, comment nhanh tay là chốt, không cần phải nói nhiều nha. Rồi ok, 39.000 chốt giùm em liền mã 1 39 kèm số điện thoại giùm em. Mã 1 39.000 thôi mọi người ơi, mã 1 39.000. Ok chưa? Cái này em chỉ chốt cho lẻ thôi nha sĩ. Sĩ đừng có dành mấy cái hàng sale này. Sĩ ơi đừng có dành mấy cái hàng sale này nha, đừng có dành mấy cái hàng sale này, để cho lẻ người ta chia sẻ, người ta mua. Đây. Rồi mã 1 39 nè. Bình đào nó còn vô, nó lửa, nó còn dành của lẻ nữa chứ. Chán ghê luôn chứ. Ok vậy chốt. Bộ chị mặc còn 3 màu. U là chờ quá, chị chốt cho Hình Đào ông bộ đây, rồi Ly Hương lát hồi nó kiếm trong bộ quăng cho bà mới mượn bộ nha. Bộ chị mặc còn 3 màu em yêu. Bộ chị mặc còn 3 màu, hồng nè, đen với lại nu, với lại xanh chị đang mang. Rồi tiếp tục giùm em luôn. Đây nè. Trời ơi thiệt sự luôn á trời. Áo cổ vuông bán tặng cho em Mình Đào livestream luôn vui vẻ nha. 35.000. Áo cổ vuông 35.000 quý vị ơi, xuất sắc luôn. Áo cổ vuông mới chạy 35.000. Nhớ giùm em, có chia sẻ comment nhanh tay chốt đơn, không cần phải nói nhiều. Hàng thì rất là rẻ đẹp nha mọi người nha. Rồi 35.000 áo cổ vuông, xuất sắc chưa. Rồi áo khoác cho mấy chị luôn nè. Trời ơi cái chất này mặc là thôi phê mấy chị nha, có một con một à. Cái này bán tặng cho em mình luôn nè. Rồi 49.000 áo khoác, vải từ 40 tới 60 cân mấy chị ơi, mang thoải mái giùm em luôn ha. Rồi ok ha. Mã 235 em chốt cho ai đây? Mã 235 chốt cho mũi chia sẻ giùm chị luôn. Không được săn sale quạo. Mấy bà săn sale bà đâu có chia sẻ đâu, cái này bán tặng chia sẻ mà. Rồi anh Trâm. Anh Trâm áo khoác 49.000. Trời ơi. Cái con này em bán giá 105.000 mấy chị. Cái con này em bán 105.000 nha bà. Xe cái bà 79.000. Cái này là chuẩn hàng luôn, chuẩn hàng shop luôn, chuẩn đuổi luôn, bán 79.000. Áo sơ mi trắng 79.000 mã 3 giùm em. Mã 4 chứ đúng không? Mã 4 79.000, mã 4 79.000. Được chưa? Mã 4 79.000. Đó, chị Phan Trang áo sơ mi trắng lên thông tin luôn. Chia sẻ giùm em nha, chia sẻ giùm em. Rồi ôi cái này đẹp nè. Thun giấy mấy chị. Áo thun giấy form rộng nè, 40 tới 60 kg mặc vừa, bán tặng cho em mình luôn nha, xuất sắc luôn. 39.000 thun giấy giùm em. Thun giấy của em Minh Phiếu rồi mà anh. Mã 4 cho Phan Trang nè, ok la nè. Rồi một con ngố mấy bà ơi, một con ngố bán tặng chị em mình luôn nè, in hai mặt luôn. Rồi mã 5 đúng không? Mã 5 giùm em phải không? Cái này mã 5 không ta? Rồi mã 5 luôn, bao nhiêu tiền đây? 49.000. Mã 5 ngố 49.000. 5 ngố 49.000 nha, đúng không ta? Mấy số mấy rồi anh? Số mấy rồi? Cái ngố văng qua là số 5 đúng không? Cái ngố văng ra là số 5. Rồi ok, thun giấy chốt cho chị Hương Mai nè, lên thông tin giùm em luôn nha. Rồi mã 5 cho chị Hiền Lê luôn, chia sẻ giùm em luôn chị Hiền Lê ơi. Chia sẻ giùm em cho tình yêu nha. Chia sẻ giùm em luôn nè. Rồi tiếp tục. Trời ơi cái con áo này ngày hôm qua em like cuối giờ mấy chị. Hot ơi là hot luôn. Đó, áo trắng chất bua zip. Rồi tặng cho chị em mình luôn, 30.000. Hàng mới luôn, mã 6 30. Mã 6 30 giùm em nha mọi người, mã 6 30 luôn. Đây. Chị không được mua hả Trang? Cái này em bán tặng chia sẻ mấy chị ơi. Cái này em bán tặng chia sẻ mọi người ơi. Nha chứ em không có bán cái này, mẹ em bán tương tác cho mấy chị. Còn mấy chị nào muốn mua hàng rẻ, muốn oblo thì anh bóc em. Ủa mã 6 là áo đúng không? Mã 6 cho Hình Như Hà nè. 6 cho Hình Như Hà nè, ok luôn. Rồi một cái con pyjama nè mấy chị, hơi bị xịn sò luôn nha, hai lớp hai tầng luôn, ai mua bộ này được rất là may mắn. Rồi em bán tặng cho chị em mình luôn nè, 79.000 pyjama cổ sen hai lớp 79.000. Pyjama dạ còn, cái chân váy nó không có sale được, còn hàng nhiều lắm, cái đó mẫu mới luôn. Rồi chân váy em còn nha, đợi chút xíu đi, lên liền nhiều mẫu lắm rồi, yên tâm giùm em luôn, yên tâm đi, còn nhiều mẫu lắm. Lấy lộn chồng mà chồng này mới đúng nè. Rồi tiếp luôn. Pyjama 79 chốt với chị nào đây? Chị nào may mắn dữ vậy? Chị nào may mắn comment nhanh tay quý vị. Chúc mừng chị Nga Nguyễn nha. Nhớ chia sẻ cho em nha quý vị nha. Nhớ chia sẻ cho em. Rồi ôi cái bộ này Sesame bán tặng chị em mình luôn, 79.000 luôn. Chốt em liền. Mã mấy với trời? Thôi mã 10 đi, số 10 biết chơi.
số 179, số 179 nha mọi người nha, số 179 ngàn. Quá rẻ luôn. Đó, em bán đầu like chơi lớn với bà luôn hôm nay nha. Được chưa? Số 10 nè, ok. Ủa, hình đào này là sỉ đúng không? Ủa, sỉ thì đi xe mà đào hình thì gửi xe cho em rồi đó. Em chưa nhận được hàng hả? Rồi đây, đây. Trời ơi, cái bộ đùi này siêu cưng luôn. Bán tặng chị em mình luôn, hàng Thái luôn. 49 ngàn đùi, 11. 11, 49 nha, 11, 49. Rồi, mã 10 chốt chị nào đây? Mã 10 em chốt cho chị Ánh Vân nào lên. Chia sẻ cho em nha, chia sẻ giùm em liền. Rồi, 1, 2, 3. 3 con áo này bán cho mấy bà mỗi cái 29 ngàn. Chốt giùm em luôn. 12, 12 đỏ và 12 xanh. 12 đỏ và 12 xanh giùm em nha. Nhớ chia sẻ cho em lên mấy chị ơi. Không chia sẻ không chốt được đơn, buồn ráng chịu nha. Cái gì? 2 bộ 79 lận mà. Rồi vậy còn bộ Ánh Vân, mã 12. Được 2 màu nha. 12 đỏ và 12 xanh, 29 ngàn. Mấy chị ơi, chị nào mua được một cái hàng sale, ráng kèm cho em thêm một sản phẩm nữa, đủ 79 ngàn để em đi đơn nha. Rồi 79 ngàn, cái này nhiêu tiền? Bộ em nó mặc 105 ngàn, chị Thúy Huỳnh ơi. Thúy Huỳnh Bích Thủy gì nè. 29 ngàn mọi người ơi, 29 ngàn nha. Ok luôn nè. Rồi mũi nè, mũi chốt một cái thôi để tặng cho người khác nữa nha mũi ơi. Một cái giùm em thôi. Úc Thi nè, Úc Thi 12 nè. Rồi Lê Ngân 12 nè, rồi 12, ba chị may mắn luôn. Chia sẻ cho em nha. Trời ơi con đầm xuông mấy chị ơi, đầm xuông Thái. Form rộng quá trời luôn mấy chị, mặt đã lắm luôn. Bán tặng cho chị em mình 49 ngàn. 49 ngàn nha mọi người nha, đầm xuông Thái nhìn một cái mới thiệt. Mấy bà sĩ của em nè, đang chảy nước miếng thiệt sự luôn mấy cái form này. Bây giờ em buông ra sĩ em còn hốt. Mà em lên để bán tặng tương tác với chị em mình thôi, nên chị em mình cố gắng chia sẻ giùm em nha. Nha. Rồi mã 5 tôi chia sẻ rồi không chốt tôi, không thấy comment bà ơi. Giam chồng thấy chị nha. Bộ đùi chị Hiền Lê anh, bộ đùi là của chị Hiền Lê có chưa? Ờ đúng rồi. Bộ đùi nào? Cái đó bộ ngố má ơi. Bộ này bộ đùi này bà nội. Thấy chị giam chồng nha, rồi đầm 49 ngàn. 49 ngàn giùm em, 49 ngàn. 49 ngàn đầm. Rồi ok. Ngọc Hạnh chốt được một cái đầm luôn. Lấy màu tùy thích nha, tôi quăng với bà nè. Em còn hàng chứ bộ mấy chị, mà em bán tặng một cái cho mọi người thôi. Nè. Chứ cái này em bán giá cao lắm. Hàng này hàng Thái luôn. Để ngày mai gọi điện thoại đi. Chúc mừng những bà săn sale thiệt. Chúc mừng những bà săn sale thiệt luôn á. Hàng đẹp không à. Nè ai hỏi cái chân váy này nè, bán tặng cho chị em mình 49 ngàn nè. Đỉnh luôn. Cái chân váy nè, nhìn là mê liền nhưng mà này có size. Size L. Trời ơi mấy chị bự bự con mà kiếm chân váy đã khó rồi mà còn giá rẻ nữa chứ. Đã kiếm chân váy khó rồi mà còn giá rẻ nữa chứ. Trời ơi thiệt, bán cái này là xỉu liền luôn nè. Xuất sắc chưa? Bao nhiêu tiền nha mấy chị? Trời ơi 49 ngàn chân váy L nè. Cái này mua về thì không bận á hả? Cho cũng được nữa. Đẹp lắm luôn. Đó là quần giả váy nha. Chất của nó siêu xịn luôn. 49 ngàn màu vàng giùm em. Chân váy 49 ngàn. Trời ơi con áo này nè. Thôi bị dễ thương luôn. Rồi chân váy 49 em chốt cho chị nào nè. Rồi chân váy cho chị Nguyễn Thị Sơn. Ok luôn, nhớ chia sẻ giùm em. Áo này bán nhiêu ta? Áo này em bán cho mấy bà gái nhiêu đây? 35 ngàn nha. Áo nu 35. Áo nu 35. Rồi em đi rồi. Ủa đạo hình đi rồi phải không? Đạo hình anh đi đơn rồi. Xếp lẹ nè. Bỏ, anh bỏ phiếu qua trước đi rồi lát anh bỏ bịch sau, lát còn anh rối bây giờ đó. Rồi lên con này cho em luôn mấy chị ơi. Tặng tiếp với chị em mình luôn nè. Xuất sắc luôn. Quần co giãn nha, quần co giãn cho bà luôn. 69 ngàn, xếp dài. Xếp dài 69. Áo nu chốt chị nào vậy? Áo nu cho bé vui. Áo nuôi cho bé vui, xếp dài giùm em luôn. Eo vì nâu 99 cho Nguyễn Dầu. Eo vì nâu 99 chị Nguyễn Dầu. Ok la. Rồi nè Nguyễn Dầu nè, tiếp tục luôn 69 ngàn, bà nào hốt.
liền 69.000 nha. Set dài chị Winnie Fan. Trời ơi, Alexis này là xuất sắc luôn, hàng đẹp mấy chị ơi. Winnie Fan nè, set ra set dài nè, ok tình yêu luôn. Cái này đang mở cho em chị Winnie Fan ơi. Chân mấy quần không chị ơi, cái này em đang sale nè chị. Mỗi thứ có 1 cái một, không có nhiều nha. Rồi, bộ này bán tặng cho em mình luôn nè. Bò sữa 29.000. Bò sữa 29.000, áp dụng chia sẻ livestream em. Bò sữa 29.000 nha. Bò sữa 29.000. Quá đẹp luôn, bò sữa. Rồi ơi, siêu phẩm mấy chị ơi. Set ngố, set ngố 79.000. Áo trắng quần đen chốt em liền set ngố nha. Bộ 29, chị nào chốt bộ 29 chốt em liền. Anh chanh chốt bò sữa 29.000 có luôn. Trời ơi, cái này cái gì đây, như set 3 món nè mấy bà. Trời ơi, set 3 món nè. Chị này mua được có 1 set là không có. Trời ơi trời. Bộ này để có sĩ đi, sĩ hỏi cái bộ này nhiều lắm. Sĩ hỏi bộ này nhiều lắm. Chị ơi, anh chăm nãy giờ chú có thông tin luôn nè chị ơi. Em xả ra cho chị, em để cho người khác đi chị ơi. Mấy chị mua hàng lấy thông tin giùm em nha, không có thông tin đâu có chốt được đơn. Rồi bộ này, áo này tiếp tục mấy chị ơi. Hàng bu zip 35.000. 35.000 giùm em nha. Xếp ngó 79 em chốt cho chị nào nè. Em chốt cho chị An Thúy nha. Xếp ngó 79 chốt cho chị An Thúy. Bộ nâu tay dài á chị ơi. Bộ nâu tay dài. À rồi ok chị. Bộ nâu tay dành nè anh ơi, bộ nâu tay dành nè, đội lại cho chị Nguyễn Dầu. Rồi hôm nay vô săn sale đã luôn. Nhớ chia sẻ giùm em. Ê cái bài nào không chia sẻ sao nãy giờ có 170 người hoài luôn, không hay. Không hay tương tác với tôi luôn á. Rồi đang ngủ mấy chị ơi. Sale cho mấy chị 65.000. Đang ngủ 65. Đang ngủ 65 nha. Đang ngủ 65. Áo 35 em chốt cho chị Trần Trúc Giang. Áo 35 chốt cho chị Trần Trúc Giang. Rồi mấy má ơi, mấy cái này hàng sale rồi nha mấy bà, đừng có bơm tôi nữa nha mấy bà, tôi xỉu nha. Rồi ok. Ờ tối chị like xong chị chốt nha em. Tối chị like xong chị chốt cho. Rồi ok mấy chị ơi. Rồi cho em lên lại cái mẫu em đang mang một tí xíu nha mọi người nha. Bắt đầu em lên cho bà chế một bộ đồ 49.000. Ngày hôm qua khách hỏi bộ đó rất là nhiều luôn. Hôm nay em lên cái em về cái bộ này tiếp là biết rồi đó, nó đẹp cỡ nào đó mọi người. Đầm 49 em mới rồi. Đầm 65 chị Vinh Đi Phạm. Rồi bộ sắc nắp 105.000 một set giùm em. Cái này là hàng mua zip nha mọi người nha, hàng mua zip giúp em luôn. Cái bộ này em còn cái máy bộ trong shop mà mọi người, nên là em bán rất là dễ luôn, rất là đẹp luôn á. Hàng mua zip giúp mặt kìa, ngon nhìn đi. Xếp cho bao luôn rồi đó, xếp cho bao luôn rồi đó. Nguyễn Nhiên thấy chị, Nguyễn Nhiên em thấy chị nha. Áo thun xẻ hôm nay về hàng rồi gái ơi. Đang về hàng mới là đợi em tí xíu đi. Hàng sắp tới nhà em rồi, bây giờ em sẽ lên với bà chế. À, tại vì hôm nay em về mới có được có một bên à, không có đủ hàng. Đây. Trời ơi đẹp mê luôn mấy chị ơi. Bao nhiêu tiền, 105.000 một bộ thôi. Rất là xinh với bà luôn. Trời ơi tôi nói bà nhận hàng cái bộ này với bà ghiền nha. Chất của nó là hàng ship giùm em luôn, xinh lắm. Nha. Ok bộ hồng em chúc cho Thanh Nguyễn. Huỳnh Đào thấy em, Huỳnh Đào ơi lấy cái gì. Huỳnh Đào thấy em rồi, Huỳnh Đào thấy em nha cục cơm. Rồi ok luôn, lên tiếp giùm em. Rồi lát em lên cái bộ này là xỉu chấn động địa cầu luôn mấy bà. Bộ hồng cho chị Thanh Nguyễn rồi. Thấy comment của Thanh Phạm nha em ơi. Chị bộ nâu treo bao nhiêu vậy chị? 99.000. Đồng giá như là 99.000 hết. Hỏi hỏi 99.000, có cái mẫu này 95 nè. Có tay ngắn là 95.000 giùm em. Ủa lộn. Tay ngắn là 95. Tay ngắn là 95 nha. Còn đoàn toàn bộ là 99.000 hết á. Hàng như đây là hàng pyjama lụa nha. Xếp nhiêu ký? Dạ 40-60kg mặc vừa giùm em nha. Yến Nhi nè, bữa nay mới gặp Yến Nhi luôn á. Bà Trang Tài này bơm hàng rồi mà vô nói gì đúng rồi vậy trời. Chị bán hàng đẹp lẹ mặc hỏi che bà Trang Tài này nè. Bộ hồng hết chị Thanh Nguyễn có rồi. Thanh Phạm chị thấy em nha, bò sữa 29 em hết rồi. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Nè nè nè, màu nu rồi mấy chị, mặt nó sang xỉu luôn á trời. Đây. Trời ơi đẹp không, có 105.000 bộ mấy chị ơi, đẹp ghê ha. Yến Nhi có bộ đen cho em rồi. Lấy bộ nâu trên xào tay dài cho bé Nhi, bé vui. Bé vui nâu treo xào là ok luôn. Nâu treo xào nè, xuất sắc luôn. Chú Nguyễn thấy chế nha. Chú Nguyễn thấy chế. Rồi, bộ này bên em còn có 3 bộ, còn 2 màu. Còn 2 màu nha, một màu em đang mặc. Và một cái màu này là màu nâu tay. Có 2 màu thôi mấy chị. Giá em này cho em là 105.000 nha. Cái này là hàng ship mặc đã lắm mọi người ơi. Mọi người tin em đi, hàng ship mặc sướng cực kỳ luôn á. Bộ này em có mấy bộ à, em hết luôn rồi. Nè cái chất nè, mê chữ E kéo dài luôn. Rồi em còn 2 bộ áo hết.
thấp thì chốt giùm em luôn nha, cho em qua mộng luôn. Đẹp không? Sang quá, 105.000 à. Dạ, bộ này đẹp lắm mấy chị. Mấy chị tin em đi nè, khách em nói nè. Bộ đó đẹp lắm mấy chị ơi, mặt mê nè. Đó, khách em kìa mọi người. Mấy bà đó, cái lô này em về lô nhiều lắm rồi đó. Khách em đã nhận được hàng, đã mặc xuống rồi đó mọi người. Mặt đã lắm, mấy chị tin em thiệt. Rồi, em đang mặc là còn hai màu thôi. Còn có một bộ em ơi, còn có một bộ à, chốt đi thiệt, đúng không? Ô, bộ này còn có một bộ hàng, giá 105.000, chốt đi mấy, ô lộn, 99.000. Chốt đi, đẹp lắm, thật sự luôn. Ha, mấy là chốt giùm em pyjama tay dài nha, 99.000. Ok luôn. Nâu nào, comment rõ giùm em coi chừng nó lộn hàng của mình nha. Lấy chị cái quần legging dài nhé, ok chị Nguyễn Thùy Duyên. Nguyễn Thùy Duyên quần legging dài bên đó chứ anh hai cái đúng không? Thời gian một cái nữa nè. Ok la luôn. Ok cho bé vui, bộ nâu tay dài nè. Giống hồng tôi. Có hồng cho tôi không chen. Bộ em đang mặc đó hả? Hết rồi chị ơi, em còn có màu xanh nè. Em còn có màu xanh nè. Bộ lan đẹp lắm chứ. Bộ lan đẹp lắm, mà đợi em xíu nha, cho em lên cái bộ này cho khách em đã. Bé vui có rồi hả? Rồi ok. Nặng Vivi lấy cái màu gì đây? Xem đầm phía sau. Phía sau là mặt body 99.000. Em nói cái này là 99.000 hết mà mấy bạn ơi, đứt cọng dây rồi, nó sụp nguồn mẻ rồi. 99.000. Đâu. 99.000. Dạ 99.000 giùm em nha. Lụa mango phải không chị Trang? Đúng rồi, hàng mango. Bộ chị mặc màu nâu cho Linh có rồi em ơi, có rồi nha. Pyjama tay dầu chị bé vui có rồi luôn. Bộ đang mặc còn có hai bộ à. Rồi ai lấy chốt giùm em luôn. Ủa bộ nâu này còn một bộ không ai hốt hết hả? Trời ơi tiếc quá vậy. Bộ đang mặc hết phần nu rồi. Vivi ơi, Trung Nguyễn bò sữa nè chứ ơi. Loan này đợi xíu em lên cho chị. Để em lên bộ này chấm bài chế nè. Đầm 60kg mặc vừa không? Dạ vừa chị ơi. Vừa chị, thoải mái luôn. Đầm nhà em rất là phải ngăn, chất nó co giãn lắm, yên tâm nha. Quan trọng là chị tự tin là chị mặc thôi. Mà cái này em làm form chữ A nè. Mấy chị mặc bức bức là mặc hơi bị ok á nha. Thí dụ như mà mấy chị nào mà ốm ốm á, mình mặc cái form này lên là nhìn này có da có thịt nha. Mà những chị nào mà gọi là mặc bắp bắp á, mà bắp đùi to á nha, mặc cái này là form này che đùi hơi bị tốt. Tại nó là dán chữ A. Cái này em sale mọi người, tại vì cái này mấy chị mua ở ngoài thị trường là 170-180 một cái lận. Em bán cái này em bán tặng cho mọi người thôi, bán sale 99.000 một cái thôi ha. Đây, sale lấy vốn với bà thôi, đầm có hai màu. Đây, mấy chị nhìn cái chất mà mấy chị biết chất đẹp liền. Em cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa, thiệt luôn á. Mình mua hàng là mình nhìn biết, mình biết hàng nó làm sao rồi. Đây mọi người cầm thôi nó ra form rồi, em không cần em mặc lên dáng luôn á. 99.000 em có hai màu, màu đen và lại màu nu ha. 99.000 cho chị em mình thôi. Đồng Nai phải cặp giùm em nha, Đồng Nai phải cặp giúp em. Đồng Nai thì cặp giúp em, rồi ok. Rồi bộ này em về lại cho khách nè. Hôm qua em lấy này em không có kịp bán gì luôn. 49.000 một bộ, rất là đẹp luôn mấy chị ơi, vải ngoanh giùm em nha. Sĩ cập giùm em 500.000 lựa hàng trên like. Cuối đến cuối ngày em sẽ cho vào nhóm sĩ rồi em báo giá trong nhóm nha mọi người. Ok, vui vui lấy cái đầm đen chốt cho chị vui vui. Vui vui cái đầm đen. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, bộ 2 tầng giùm em. Bé vui chứ lộn bé vui. Pyjama đẹp tí xíu mấy bà, pyjama đẹp tí xíu nha. 40-60kg mặc vừa giùm em luôn, em lên form. Em nhiều mẫu lắm chị ơi, mỗi ngày em về một mẫu mới. Cái nào đẹp bán hoài em về hoài chị ơi, cũng hỏi mẫu nào chị. Rồi em lên cái bộ này khách ơi, bao đẹp luôn, 49.000 giùm em. Cái này là chất form nha mọi người nha. Bán tặng luôn. Màu cam gì cũng được đi. Thôi màu hồng nhạt đi. Rồi cái này mấy chị chốt em màu cam nè. Màu lạ
nè, em đang mặc là màu xanh Cuban nha. Cái này là xanh đen, xanh đen, xanh Cuban khác nhau. Rồi màu cam. Bộ này cho em giá bao nhiêu mấy chị ơi? 49.000. 49.000 giùm em nha mọi người. Hàng hai lớp cho mấy chị nó đàng hoàng luôn. Quần cũng vậy, rất là xịn nha mọi người nha. Trời ơi, mặc cái bộ này ở nhà là thiệt mát rồi rượu với bà luôn. Bộ dây rút đang về em ơi. Bộ dây rút vải nhăn còn không chị, mới về, đang chuẩn bị về hàng, đang về hàng em ơi nha. Không nha, không nha mấy chị ơi. Mấy chị ở Đồng Nai là Bình Dương á, muốn đặt hàng bên nhà em á là cặp giúp em. Bên em giữ hàng cho qua tuần em mới đi ra đơn được. Tại vì bây giờ hiện tại là Đồng Nai và Bình Dương đang quá tải mọi người ơi. Nên là người ta đang tạm thời chưa có nhận được đơn hết toàn bộ cho mọi người nha. Ok. Bộ cam này cho chị Hiền Hiền nè, 49.000, 49.000 bộ giùm em thôi. Mấy cái bộ này mặc mát lắm mấy chị. Thanh Thanh lấy xanh của ban nè. 49.000 một bộ giùm em nha mọi người nha. Ai lấy màu nào một chút màu em kèm em xin hỏi luôn. Đẹp quá. Thanh Thanh để dài bữa nào em về qua được em cầm về luôn cho bà cho. Ok. Kim Hoa lấy cái nào? Kim Hoa ơi chốt màu giùm em luôn nha, có ngon quá nha chị. Rồi ok, chị Khánh Linh lấy xanh nè. Khánh Linh lấy xanh của ban nè. Trời ơi, một ly nó có một cái màu xanh Cuban nè, ác dễ sợ không? Màu đẹp nó có một cái xanh Cuban nè, trời ơi. Ok, Kim Hoa. Ủa, em bên phiếu chưa? Khánh Linh có rồi đúng không? Kim Hoa một bộ xanh Cuban luôn. Sao xanh xanh Cuban nó có một bộ à mấy chế? Xanh Cuban một bộ nè, ok luôn. Tiền Thanh lấy xanh chị mặc có, mới lại một màu kem. Ok la. Rồi Trần Trúc Giang lấy hồng. Trần Trúc Giang lấy hồng. Lấy bộ chị mặc cho Kim Hoa có rồi luôn. Hồng nhạt với lại xanh của ban còn hồng nhạt chị Hiền Lê. Chỗ đẹp lắm mấy chị ơi, mới thiệt luôn á. Mấy cái em này mặc sang xỉu cho mấy bà luôn nè. Em lên cái màu cam cho mọi người nha. Màu xanh đen là dễ mặc lắm rồi, không cần phải giới thiệu nhiều luôn. 49.000 giùm em. Trời ơi em có thiệt hàng đang về nhiều lắm mấy chị, đợi em tí xíu nha. Trời ơi em cũng muốn lên hàng luôn á mà nó chưa có về mấy bà ơi. Buồn quá trời, không về kịp, đang về mới chết. Rồi tối rồi mấy chị ơi, ngày nào cũng phải trễ hết trơn á. Làm em lên hàng hả, chụp lục trà lục chụp thật. Rồi ok. Ôi nó màu cam nè, đẹp chấn động luôn á. Mấy cái bộ này mặc đã quá mấy bà ơi, thiệt luôn á. Mấy cái bộ này là mặc quá đã chung cho mấy chị luôn nè. Xanh em hết nha, xanh của ba em hết rồi, đổi màu giùm em đi. Vivian lấy một bộ kem hết xanh của ba đổi màu. Lê lên bộ hồng. Thằng Lê có xanh của ba với hồng rồi. Xanh của ba với đen không có đen nha, chị có xanh đen nha Tuyền Thanh. Xanh đen chứ phải có màu đen nha. Rồi em có màu lạ hết ơi. Đây đây màu lạ nè. Màu lạ nè, màu kem nè. Màu lạ màu nu chứ có màu nu luôn. Xanh đen, hồng nhạt, đang mặc màu cam, hồng đậm. Mấy chị comment hồng là em qua hồng đậm hết đó nha. Rồi màu kem giùm em nè. Má ơi đẹp ghê, không có 45.000, 49.000 bộ. Mấy cái bộ này mặc đã lắm mấy chị ơi. 50 kem nè, cho ai đây, cho My Thi nè. 50 kem cho My Thi nè. Đủ chưa? Rồi có luôn rồi. My Thi 50 kem, hồng nhạt cho Nhung Tuyết. Nhung Tuyết này cảnh báo rồi, lý do là gì đây? Ba sản phẩm không nghe máy không có chốt nữa. Chị Nhung Tuyết này qua có cặp chưa? Phải chị này không? Rồi không chốt gì đó nha. Chị Nhung Tuyết không có chốt được chị ơi, chị mua hàng chị phải cặp giùm em nha. Xét sơ mi cam trên xào đi chị, cho em xem bộ cam trên xào đi. À bộ này bộ thể thao luôn em ơi. Bộ thể thao có tay 105 luôn em. Bộ này chị bán tặng luôn nè. Ok, xanh đen chị Xuân Kiều. Chị Xuân Huyền chứ lộn, Ngọc Huyền. Xanh lại với màu nu, thêm một cái màu lạ, màu lạ với màu nu nè. Thêm màu lạ cho chị nè. Thêm màu lạ cho chị nè. Ok, màu lạ nè. Xanh đen Ngọc Huyền có luôn. Dạo này em hay đắc tội với Facebook sao nữa vậy? Xanh đen cho nắng mai nè. Bò sữa 29 hả chị? Dạ hết rồi chị ơi, hết bò sữa 29.000 rồi chị. Xanh dương cho Lê Ngân nè. Xanh dương cho Lê Ngân nè. Rồi, bộ màu lạ 49 cho Phạm Phượng nè. Bộ màu lạ 49 cho Phạm Phượng nè. Ok, Phạm Phượng nè. Rồi, bộ cam thể thao nha. Em lấy cho em bộ cam thể thao cho Trâm Bi nè. Ok, 105.000 luôn. Chế ơi, kêu giao hàng cho em đi. Em đang cần lắm. Ok, bé nhỏ. Ok, bé nhỏ nha. Trời ơi, chị cũng muốn giao hàng cho em luôn á. Mà nó hẹn chị hoài luôn. Không biết được, chị mò với nó luôn á. Giao hàng nhanh.
lên pyjama beo cánh chơi đi chợ, giờ đợi em xíu nha. Đẹp quá mấy bà ơi, thiệt luôn á. Không chị, ngày mai chị cọc với em gọi điện, chị không nghe máy được, em xả đơn nữa, em mệt lắm chị ơi. Chị cọc trước nha chị nha, để chị lựa giùm em ha. À, một bộ nâu dài là bộ nâu dài nè em ơi. Bộ nâu quần dài em hết hàng rồi chứ. Bộ nâu quần dài em hết hàng rồi. Rồi 49.000 giùm em nha mọi người nha. Trời ơi thiệt. Lên đầu like bán em này cho mấy chị là bán thiệt, vừa bán vừa tặng luôn á chị em. Dễ thương lắm luôn. Rồi em có màu kem nè. Kem hồng. Kem hồng nha, kem. Ô nu chứ lộn nu nè. Rồi, hồng đậm. Mấy chị chốt em hồng nhạt nha. Bỏ lên mấy chị chốt hồng giùm em nè. Cái này là hồng nè. Đó, dễ thương lắm mấy cái màu này. Mặt càng nổi càng đẹp mấy bạn. Hàng này mặt càng nổi càng đẹp giùm em luôn. Mỹ Tiên đơn em đi chưa? Trời ơi, mà vô hỏi em đơn. Đơn nào mà mới gọi điện ngày hôm nay là chưa có đi, còn gọi điện ngày hôm qua là đã đi hết rồi nha mọi người. Nhận chị nào mới gọi đơn điện ngày hôm nay là chưa có đi giùm em nha. Còn đã đi, còn gọi trước rồi đi đi rồi. Ủa cái màu lạ này đẹp quá trời mấy chị ơi. Trời ơi xuất sắc ghê chưa? Bộ 2 tầng luôn có 49.000 bộ mấy chị. 49.000. Rồi. Cảm ơn bà chị rất là nhiều luôn nè. Màu nè mấy bà ơi, xỉu luôn á. Cam nu hồng. Trời ơi quá rẻ mấy chị, 49.000. Ai lấy màu nào chốt màu kèm số điện thoại giùm em luôn. Hôm qua em về bộ này rồi, hôm nay em về lại bán tiếp với bà. Em về lại để em chốt trả cho bà chế cái mẫu này thôi, đẹp lắm. Đẹp quá. Rồi ok. 49.000. Hồng. Ủa cái màu rêu đẹp quá nè mấy chị. Màu rêu, ô lộn cái màu lạ này sắc luôn. Ok, bộ cam cho chị Thùy Trang. Lấy cho em một bộ màu lạ nè, chị Phai. Đây, chị có một bộ màu lạ rồi đó chị ơi, chị Vivian Nguyễn ơi. Bộ cam cho chị Thùy Trang nè. Rồi ok luôn. Em mới gọi hôm nay là đúng rồi. Chị nào mới gọi đơn ngày hôm nay là hàng em sẽ dồn cho mọi người nha, nên mọi người cứ lựa giùm em luôn. Xét ngố sẽ tà chưa về em ơi, xét ngố sẽ tà chị chưa có về lại. Hai bộ của em dồn đơn không? Đúng rồi mấy chị. Chị nào mới gọi điện ngày hôm nay là hàng chưa có đi, mấy chị cứ dồn đơn giùm em nha. Còn hàng đã gọi hôm qua rồi là hàng đi hết rồi mấy chị ơi. Chứ em ơi, chứ mấy chị đừng tưởng chưa có đi rồi vô kêu không phải chết em à. Đơn em là hai bộ lạ luôn, lấy hai bộ lạ luôn á. Thêm một bộ lạ nó là hai bộ lạ đó. Rồi ok. Rồi. Ủa cái hồng đẹp quá trời mai lấy nè. Bộ hồng này đẹp quá trời luôn á. Ê. Bộ này còn bộ mấy má ơi. Bộ tay dài em còn bộ nữa mấy chị. Bộ tay dài màu nâu 99.000 em còn bộ nè. Tay dài nào em còn một bộ 99.000 nha mọi người. Ai lấy bộ nâu 99.000 chút 99.000 giùm em luôn. Nâu 99. Đây nha. Nâu 99. Đẹp lắm luôn. Pyjama tay dài 99.000 thôi mấy chị. Hàng này mặc mê chữ ê kéo dài luôn. Mặc xuống lắm 99.000 em nha. Lên đường ngủ đi em ok. Chị đã để em xíu em lên liền luôn. 99.000. Đẹp mê ly luôn. Này có legging viền không? Dạ có, legging viền em còn hàng chị. Legging viền 89.000 em còn hàng nha chị đẹp. Ok để em úp lùng luôn. Dạ rồi, đợi em xíu nha chị nha. Anh cột lại lại liền giùm em đi, có chừng nó bùm luôn. Ok. Rồi xếp 99 em hết chị Trương Diễm ơi. Rồi em qua mẫu cho mọi người nha, lên cho em bộ ngố nè. Ở xã thì có một bộ trời. Áo len 145 đang trụ đang về hàng mấy bà ơi, đang về hàng, xuống có về kịp hàng luôn á. Em lên em sợ trễ quá, em lật đật em lên trước mấy bà đây nè. Rồi lên con gấu hồng. Bộ ngố giùm em luôn. Trời ơi đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Cơm xỉu luôn. 69.000 một bộ mấy chị ơi, 69.000 giùm em. Em về ba màu cái hình cho mấy chị luôn. Về ba màu y hình luôn, đợt hợp là có hai màu à, bữa nay thêm một cái màu xanh nữa. Bữa nay thêm được cái màu xanh cho bà nữa nha. Rồi, 69.000 một bộ giùm em. Nãy chị lấy bộ em mặc cho chị. Nãy chị lấy cho em bộ mặc. Bộ màu là sao Ngọc Huyền, là sao? Mấy bộ? Hả? Có về bà ơi, có về nha. Mà chú, trời ơi, tập tức ghê luôn á, đang về hàng cui nè. Trời ơi, tức về đâu á. Nè. Rồi màu xanh nè mấy chị, 69.000 nha. Trời tôi tức dễ sợ luôn, giờ này còn hàng chưa vào tới nơi nè. Sáng bán nè mấy chị.
non của mấy chị nữa. Rồi bộ này em có màu xám nhạt nữa nha mọi người, có màu xám nhạt nữa nè. Bộ em đang mặc 49.000 nha, bộ em đang mặc 49.000. Bộ đang mang 49.000, có màu xám nhạt nữa nha mấy bà. Đẹp lắm luôn. Đó, xám nhạt, xám đậm, tùm lum tùm la màu hết. Đang về hàng mấy chị ơi, trời ơi em cũng nôn về cũng chết đây nè. Em bán lẻ lẻ, em chốt đơn lẻ lẻ coi. Em kiếm tiền em xài coi thiệt chứ. Nè, bộ bộ của Hình Đào nè. Bộ đang mặc 49 chứ ơi. Bộ đang mang 49 ngàn giùm em. Rồi 49 ngàn nè. Đó, dễ thương lắm, sáng bây giờ còn xám nhạt. Đúng không? Đúng rồi. Còn đủ màu mấy chị. Nè đổi màu xanh này đi anh. Rồi. Ai cũng hóng hết trơn, em cũng hóng quá trời hóng luôn mọi người. Em đang đợi hàng nó về muốn chết luôn đây nè. Rồi em lên cái này xong em lên pyjama chứ mà ha. Rồi ok chưa? Hay là muốn em lên thể thao tay dài? Thể thao tay dài cũng mới về hàng luôn nè. Rồi đánh ngố nha khách ơi. Rồi bộ này dễ thương lắm mấy chị ơi, có 69 ngàn à. Trời ơi mấy cái em này mặc quá đã. Thể thao tay dài đi trẻ ok la lên liền. Rồi cho em bộ loan. Bộ loan phía sau là pyjama. Pyjama quần dài. Còn một mẫu pyjama quần đùi hôm nay bán tặng 59 ngàn nữa nha. Pyjama loan giùm em 99 ngàn một bộ. Em nói cái nhà này nó may kỹ dữ lắm luôn. Mọi người coi giùm em nè. Mẫu này mẫu mới của em nha, em chưa đăng hình luôn á. Em chưa đăng hình. Nó về một cái lọc đọc em treo xào trước cho mấy bà luôn. Rất là đẹp. 99 ngàn nha. Bình thường là nó có một lớp cỏ ra lên hai lớp sen luôn mà giá vẫn vậy. Cho em coi bộ loan rồi ok la. Rồi em lên cái mẫu này em có 3 màu thôi. 3 màu thôi mấy chị nha, còn hết luôn rồi. Siêu cơm luôn. Ngó giùm em. Đây 40-60kg mặc vừa ha. Em có màu em đang mặc nè mấy bà. Màu hồng, màu xám và màu xanh. Lô này về thêm màu xanh cho mấy chị đó nè. Cân quá trời quá đất. 69 ngàn mấy chị ơi, 69 ngàn à, đẹp lắm. Rồi ok. Chị Hồng Mo lấy 4 bộ pyjama tay dài đúng hả? Quỳnh Đào lấy loan đen nè, ok la. Đợi chút xíu bà ơi. 4 màu 99 cho chị Kiều Hạnh. Rồi còn quần jean xòe không chị, còn luôn. Bà lấy mặt size gì vậy? Mặt size gì vậy? Em nói cái này em mới về hàng luôn nè. Hả? Kiều Hạnh lên thông tin giùm em. Mấy người lên 4 bộ à? Không, thôi lên thông tin giùm em luôn chị ơi. Mấy chị ơi mua hàng lên thông tin giùm em nha. Loan đen chị Đào Quỳnh Đào nè, chạy 99 ngàn bộ mới chạy 99 ngàn à. Hàng mango luôn đẹp lắm. Ngó sáng chứ chị Nhung Xuân. Ngó sáng chứ chị Nhung Xuân luôn, có. Rồi mấy chị lên số điện thoại giùm em nha. Chị Mai Mai biết gửi chưa ta? Loan xanh cho Quỳnh Như. Chị Mai Mai ơi, phu của chị bị dịch rồi. Bây giờ mày đổi qua tuần cho nó ổn ổn mới gửi được nha chị. Loan xanh. Rồi Quỳnh Đào. Bây giờ chị lụa đi rồi qua tuần em gửi chị một lần luôn được không? Yến Thi đi đơn rồi. Mua thì đơn mới mấy chị ơi. Bây giờ mà gửi hàng được là mừng lắm mấy chị thiệt luôn á. Có bộ bút rì tay dài không em? Dạ không chị ơi. Bộ chị mặc không có túi nha. Chị Hồng Thơ thấy thông tin. Quỳnh Đào lấy 4 bộ có. Kiều Hạnh em lấy thông tin. À, không em ơi, sĩ cầm giùm chị nha. Bầu bàn Bình Dương là đi được nè. Bầu bàn Bình Dương là chắc chắn đi được luôn. Hả? Bầu bàn đi được mà. Đồ chị mà không có túi nha. Bưu điện với đây nó không nhận luôn mấy chị. Em phải làm việc với đang bên em đang làm việc với lại bên Viettel. Rồi nếu là qua tuần em mới chốt được tiếp nữa chứ bà. Bây giờ ra bỏ chị Lê Thảo. Dạ cặp 500 giùm em luôn. Nửa nhiều có được sĩ em. Dạ không chị. Mỗi mẫu phải lấy 3 sản phẩm không lọc màu mới được tính giá sỉ nha mọi người. Đủ 30 sản phẩm là được chốt. Tính ra em mới thiệt. Mấy chị mua nhà em đúng không? Mấy chị mua về mấy chị chia lại. Mấy chị
lấy xị nha, em lấy vui vẻ thôi đó thiệt. Đây nè, đẹp lắm. Với lại mấy chị mua 10 sản phẩm là mấy em đã phi ship rồi. Nè, đỏ nè. Rồi màu xanh, cái gì màu đỏ nè, màu rêu nè. Màu xanh đen nè mọi người. Và màu hồng giùm em nha. Hồng, xanh đen. Rồi màu màu gì trời. Màu này màu gì trời mấy bà. Nếp đọc màu gì ta, xanh rêu đúng không, xanh rêu. Với lại màu này màu đỏ. Rồi ok. Được em ơi, nhưng mà phải cặp giùm chị nha. Mấy chị ở Bình Dương, mấy chị ở Bình Dương là phải cặp giùm em. Bắt buộc nha mọi người nha, bắt buộc. Cặp em mới giao hàng được, còn không cặp em xả đơn nha. Chị nào chịu cặp thì em chịu gửi, còn không thì thôi. Mấy bà ơi. Rồi ok nè, lẹ lẹ giùm em nha. Xanh đen chị nắng mai nè. Xanh đen còn một chị nắng mai nè. Ok luôn. Dạ bộ này dễ thương lắm, bộ này mặc sang xỉu luôn. Bộ này đang mặc trời ơi, rẻ lắm, có 69.000 mấy chứ. Mấy chị lấy cái này về mấy chị mặc cho đẹp. Bộ 2 dây còn không? Dạ còn, chị Thùy Linh còn đủ màu luôn. Lấy màu nào? Nè. Kem, hồng, nu. Kem với lại hồng đậm. Nha. À lấy chút em luôn, chứ tại sao em quỳ lên chưa chị chua, đang về bà ơi. Trời em buồn ghê luôn, bây giờ là còn chưa. Bây giờ còn chưa về hàng cho em nữa nè. Xét thông lên chưa, xét nhúng lên chưa chị chưa có về hàng mấy bà ơi. Ở nhà em còn có máy mẫu à. Dạ từ 40 tới 60 kg mặc vừa mấy chị. Ở nhà em mới có về được có máy mẫu mấy chị ơi. Bóp bơ rồi hôm nay chưa có về hàng chị. Thể thao nào ok. Rồi bộ đang mang còn nha mọi người. Ai lấy được thì chốt giùm em nha. Trời ơi này đẹp lắm mấy chị ơi nè. Xinh lắm luôn á nè. Rẻ quá trời luôn, 49.000 có năm có 69.000 đẹp quá trời. Này còn hai màu. Rồi lên coi bộ tay dài nè. 69.000 với bà nha. Pyjama có lộn bộ ngố. Bộ ngố mang thoải mái luôn. À lên ngố chút ngố luôn. Gì? Bộ tay dài, bộ tay dài. Rồi ok, lấy bộ tay dài bây giờ nó mới nhắn tin này, nó kêu quá hả. Hàng về nè. Trời ơi mẹ ơi, tao gửi hàng từ hồi nào hồi nào. Nhắn tin từ hồi nào hồi nào thiệt chứ. Bộ 2 dây 60kg mặc vừa không chị, dạ vừa chị ơi. 40-60kg mặc vừa giùm em luôn. Rồi bộ thể thao tay dài, quần dài mới chế. Áo khoác len đang về chị ơi, trời em buồn em cầu ghê luôn. Bây giờ lẹ lẹ cho em bán thiệt chứ. Em cũng đang đứng em cầu giờ với mấy chị thiệt chứ. Rầu quá thì rầu rồi nè. Chưa có về nữa nè. Đây 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 đây. Áo này bán lẻ 47.000 nha. Rồi set tay dài quần dài 119.000 một set giùm em. Em lên form khách ơi. Ơi, ai cũng vô hỏi em cái mẫu đó hết trơn. Trời ơi em cũng rầu ghê luôn. Em cũng mong nó về lẹ lẹ là lẹ cho em bán với bà thiệt chứ. Mày toàn hàng hot không mà về trễ quá. Dạ không chị che đi trần. Em còn có bộ hồng không? Khách chơi khách không đặt kìa. Cũng xả ra kìa. Áo sọc đen trắng có gì không chị? Có em ơi. Đang về em ơi. Cái này em bán rời mọi người nha. Áo này em bán rời mấy chị ơi. Tại em cái tính của em là thích mặc kiểu như là sơ mi là em thích mặc thêm cái áo bên trong vậy á. Ôi lộn, thể thao mọi người. Em thích mặc theo kiểu như vậy nè. Đó, ok chưa. Bộ phía sau phải không? Ok la, đây. Rồi, áo có túi nha, áo có túi giùm em luôn. Rồi, bộ này cho em giá bao nhiêu mấy chị đẹp ơi? 119.000 hàng mua zip giùm em luôn ha. Rồi để em lên màu. Zip zắc phía sau là gì vậy chị? Zip zắc nào ta? Zip zắc nào vậy? Cái này đúng không? Cái này còn có bộ 99.000. Pyjama tay dài. Pyjama tay dài 99.000. Rồi đây mấy bà. Em có 3 màu. Màu nâu nè, bộ full màu đen. Có lại màu trắng ha. Màu trắng thì nó lên cái quần màu xám giúp em cho mọi người nha. Màu trắng thì nó sẽ lên cái quần màu xám như vậy. Đó là nói chung là nó y hình cho mấy bà luôn á. Nó y hình luôn nên khỏi lo giùm em gì hết nha. Nó 99.000 bộ. Có lượng 119.000 nha mấy chị. Bộ em cứ rỗi cáo phát thôi em bán nhiêu rồi. Đúng không? Cái này mấy bà chỉ mua nguyên set luôn.
Hàng thể thao với chị phải mua vòng 200-300 ngàn thiệt luôn á. Cái này bán quá rẻ cho chị em mình luôn. Rồi đang về em ơi, không xích bộ nào vậy? Lấy cho em màu nâu với lại màu cam thì lên. Là cái gì vậy ta? Ủa lấy màu gì vậy trời? Chị Thùy lên lấy mẫu gì vậy chị? A bộ 49 ngàn nâu với cam. Rồi ok, nâu cam nè, trẻ ghê luôn á, thiệt luôn á, không về lẹ lẹ cho em. Ok, có xét quần dài áo ba lỗ không chị? Còn mà màu, còn màu hào xanh đen, xanh xanh bơ à. Chị Nhung Ngô lấy hồng là mẫu gì vậy chị? Hồng quá hả? Út Lùng lấy cái mẫu gì Út Lùng ơi? Mấy bà comment cái gì em không hiểu giờ chính xác à. Ok Út Lùng, Út Lùng 99 ngàn nè. Rồi ok chị, ok chị, rồi lên lại màu giùm em luôn nè. Đó, thể thao tay dài giùm em nha mọi người nha, có 3 màu 119 ngàn mấy chị ơi, 119 nha mọi người nha, vải đẹp lắm luôn. Rồi ok, áo 49 chút là gì vậy chị? Không, cái đó cái bộ em ơi, bộ mà là áo đâu bộ. Rồi lấy bộ đó đi. Ok bà Ivy Nguyễn Thị, thấy khách em dễ thương dễ tính không? Không có cần luôn á, không biết cần coi màu gì luôn, nó chốt luôn mấy bà ơi, dễ thương quá. Rồi ok, bộ đang mặc nè. Ờ rủ bộ mai lấy cho em luôn, em buồn gì đâu quá trời, mấy cái dáng thể thao này mặc đúng dễ thương luôn á. Ờ chưa trẻ lắm đâu cưng ơi, tại chưa có về mẫu đủ đâu, không sao nha, hôm nay vô giờ này là cũng còn sớm á, không lẽ giờ cái ổng lên mấy bà, thì hàng đẹp mà cái ổng lên đâu được. Rồi ai nữa thì chốt nha, em qua mẫu. Ồ lô này về màu đẹp quá, lên áo cười không quý chị ơi. Áo dây kéo 55 ngàn em nè, hồng sách 49 á, trang chị Dung Ngô ok luôn, hồng 49 ngàn. Cái đồ bộ 2 dây, cái đồ bộ 2 dây nè, em mở cho mấy chị con bộ, mấy chị vô sau nè, có 49 ngàn bộ hà. Bộ 2 dây này là ngày hôm qua em về xong rồi khách bán, trời khách hỏi quá hỏi luôn, nay về thêm nọ nữa cho mấy chị một lô nữa, tại vì nó thứ nhất là em thấy nó cũng đẹp mấy chị, nó cũng dễ mặc, nó dễ mặc lắm luôn á nè, mặc ở nhà mấy cái em này thì gọi là thoải mái kinh khủng luôn đó, mấy chị thấy không, xinh lắm nha. Rồi màu của nó nè, em có màu kem nè, màu nu nè, màu hồng đậm nè, màu cam nè, và màu hồng nhạt luôn, hồng nhạt còn có bộ à nha. Cái thể thao đang mặc 119 ngàn, thể thao 119 giùm em nha chị, 119 ngàn bộ thôi. Cái này không phải áo bên trong nha tình yêu nha, không phải áo bên trong, áo bên trong mình mua rồi giùm em là 47 ngàn cái nha chứ. Áo quốc nam đang về nè, trời ơi tôi rầu quá trời luôn, tôi trông mong cho nó về lẹ lẹ tôi bán quá trời. Rồi siêu phẩm áo dây kéo, cái mẫu này 55 giùm em nha mọi người nha, tại vì nó lên cộng dây kéo mắc quá, tại vì lên cộng dây kéo mắc quá mấy bà ơi. Rồi ok giùm em chưa, 40-60 kg mặc thoải mái luôn nha, 55 ngàn. Rồi em có màu đen, nu, trắng, xám và xanh đen, ok chưa. Rồi bé Trang lên form cho mấy chị ha, em này đẹp xỉu luôn. Rồi lên chung với lại một cái quần da ha mọi người. Rồi cái form này đẹp lắm mấy bà ơi nè, chốt đơn em liền. Chị ok chị Hằng bỏ 2 bộ 2 màu. Dạ rồi chị Phạm Văn đợi em tí. Chị Lê Hương lấy đủ màu áo. Kiều Hạnh là ai vậy? Kiều Hạnh là cái chị mà kêu lấy sĩ hả? Cặp chưa? Chưa cặp không có chốt được đâu chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị chưa cặp không có chốt đâu mấy chị. Buồn em chịu nha, cái em không có chốt được cho sĩ chưa cặp đâu. Mua lẻ chị chốt dưới 5 sản phẩm mà, mua trên 5 sản phẩm cũng phải cặp cho em nữa. Đồ rẻ thì rẻ thiệt mấy chị, chứ mà gặp mấy tôi mấy người tào lao á, vô đặt xong rồi không lấy xả tới xả lui mệt lắm, chứ phải được dạng mà khó khăn khó dễ gì đâu mấy bà ơi, mà gặp nhiều trường hợp tào lao nên làm biến bán mấy chứ, thiệt luôn á. Vàng là vô họ đặt cho đã cái miệng cho đã rồi cái rồi không lấy không à, đẹp không, xuất sắc ha. Quần da đang mặc 49 ngàn mấy bà, quần này 49 ngàn cả giùm em luôn. Trời ơi áo đẹp ghê chưa, vải đẹp quá trời. Ok em chốt nha,
ly nguyện lấy đủ màu. Ok, áo đủ màu cho Tuyền nhiễm. Tuyền nhiễm áo đủ màu. Đủ 4. Má nhìn nhìn màu giùm con đấy má. 5 luôn, trắng nữa kìa. Ok, chị Hạnh Võ. Hạnh Võ lấy cái gì ta? Ủa, 2 dây đúng không? 2 dây nu hồng đậm. Ôi lộn nu nha, mày kem nha. Tiền nhiễm có luôn, Hạnh Võ thấy thông tin luôn. Rồi ok. Cái nguyên ngoài sau mà hồng đỏ đen vậy Trang? À pyjama á chị ơi, ngoài sau là pyjama hết đó chị. Nha pyjama hết á. Ok ok. Quần da này một ri là 3 cái, lấy 2 ri nha em. Lấy 2 ri nha gái ơi, quần da này ri là 5 cái. Có ri ri 3 cái chứ lộn. Nè ri là 3 cái vậy nè. Bịch 3 size XML giùm em luôn. Rồi nhắn tin giùm em đi gái ơi, nhắn tin giùm em đi. Dạ rồi, đợi em tí em lên cho chị. Trời ơi đẹp lắm mấy bà ơi, nè. Màu nè, xuất sắc cho mấy bà chế luôn. Ly hôn 45.000 nha mọi người nha. Tại vì cái này nó lên dây kéo mấy chị ơi, nên là giá nó hơi cao một chút. Mà vẫn đẹp mấy chị. Vẫn ok, vẫn đẹp bình thường luôn. Xuất sắc luôn, 55.000. Rồi em có màu nè, màu nu. Màu đỏ, thấy nó mặc gì vậy trời. Màu nâu tay chứ lộn. Trời ơi, màu xanh đen nè. Sang xỉu luôn á. Sang đen, xanh đen nha. Xám, đen, đang mặc là nâu tay và trắng giùm em thôi. Trời ơi, quá rẻ, quá đẹp luôn mấy bà ơi. Hai quần rút Kevin Nguyễn, ok chế. Quần rút em có hàng luôn, mới về luôn. Quần rút mới về hàng luôn nè. Cái quần rút vải kia của em đâu trời. Đây, quần rút 59.000 một cái quần rút giùm em. Mặc dễ thương lắm, quần rút 59.000. Quần tay em đang về chứ ơi. Đây, rồi ok la. Ok, chị Gia Dục lấy 3 màu. Chị gì nè, chị Kim. Kim Tiệm. Ok. Quần tay đang về mấy bà ơi, thiệt luôn á. Tôi gọng mong bây giờ lẹ lẹ em coi. Quần chị mặc bao nhiêu? Quần chị mặc 49.000. Để chị lên cái quần rút này cho nó đã thiệt. Cái quần rút vải bông riếp nhà chị nè. Rồi bán bao nhiêu mấy bà ơi? 59.000. Quần rút này nhà em là hàng bu zip nha mọi người nha. Em biết mấy chị mua ở chỗ nào, nó là hàng gân hay là gì. Tại vì nhà em cũng có gân nữa. Nhà em cũng có gân rất là nhiều loại luôn. Nhưng mà hả, do mấy chị thích cái loại nào thôi. Còn em thì em bán cái này nó đẹp. Cái này là hàng đẹp nè, hàng bán shop cho mấy bà luôn. Nó mắc hơn đâu có 10.000 à. Mà nó đẹp, mặc sướng lắm. 59.000. Quần này là quần lưng cao cho mấy chị nha. Đây, cho em xem áo thun tay dài gì đó đây nè gái ơi, đang bận nè cô cưng. Dây kéo mấy chị. Muốn kéo tới đâu thì kéo tới đó. Mình hơi hở ra cho nó đẹp mấy chị thiệt. Hơi hở ra cho nó xinh nha. Ok luôn. Rồi em chốt nha. Riêng quần rút có 5 cái em. Hoa Nguyễn lấy nu xám. Nu xám trời ơi, lần đầu tiên em về con áo này mà em bán được có 20 cái chưa hết. Cười thiệt. Xét hết chân váy đang về em ơi, đang về em ơi. Trời ơi, chị muốn nó về lẹ lẹ để chị bán bây giờ nè, nó còn chưa giờ hàng của chị luôn. Đây mấy bà ơi, em có màu nè mọi người nè. Rồi màu nu nha. Em đang mang nè mấy chị á. Trời ơi, áo dây kéo có 55.000 con mấy chị. Dây kéo nu, dây kéo xám, dây kéo đen, dây kéo trắng và dây kéo xanh đen giùm em luôn nha. Có 55.000 thôi, rẻ lắm. Rồi ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Để em xíu em hỏi cái nữa nha mấy bà nha. Về tới giờ chưa đi nè, đi chưa đi nè. Ok. Hello chị Trúc Nhân. Trời ơi trời, con áo có 55.000 mấy chị ơi, nó đẹp xỉu giùm em. Nè, chất này mấy chị, co giãn thoải mái luôn nha mấy bà nha. Chưa em ơi, đang về, chưa có về hàng. Đang về hàng luôn, có thiệt tình, nó đợi em tí xíu đi mấy bà. Đợi em chút xíu đi.
ly hương thêm trắng đen với lại xanh đen nè, trắng nè, đen nè, xanh đen nè, màu xám dễ thương quá trời luôn. Ê, giống như màu bò nó hợp phong thủy nha má, bây giờ lên hai màu bò hai lần rồi đó, khách không ai chốt rồi đó, lên màu xám nha. Em sống rồi em lên pyjama trắng dơ cho chị nha. Quần rút 1 ly 5 cái, em lấy bao nhiêu ly? Quần rút lấy bao nhiêu ly? Trời ơi, dễ thương quá trời, dễ thương luôn. Trời ơi, màu xám đẹp quá trời đẹp, mấy chị ơi, có 55 ngàn nha. 55 ngàn một áo giùm em nha. Trời ơi, mặc chung quần rút là đúng dễ thương luôn. Rồi, chốt giùm em liền. Lấy màu lại nha. Quần da xanh là chúc chị Mimi lên thông tin giùm em luôn. Quần da có 49 ngàn cái mấy chị ơi. Quần da này em về có chỉ 49 ngàn thôi. Ok. Một ly quần rút. Một ly quần rút cho Ly Hương. Đi đâu? Nè, nè cô chủ ơi. Có rồi chị ơi, tiền nhiễm có rồi em, tiền nhiễm có rồi. Cô chú ơi, hả? 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 Anh em? Hả? Giỏi, 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 vỗ tay sao, vỗ tay sao? Giỏi, vỗ tay. Thôi đi lên đi cho mẹ bán nha lên. Nha lên, nha lên, lên, đi, đi qua. Rồi, ok luôn. Cho em, lấy em cái màu đen ok, Ivy Nguyễn Thị, hello. Hello, mắc cười đó bạn, hello cái tay mắc cười mấy chị ơi. Ok, ai lấy áo rồi chút áo giùm em nha. Áo 49 ngàn, trời ơi dễ thương lắm luôn á trời. Ôi lộn, áo 55 ngàn chứ lộn. Trời ơi, trời ơi má ở đây kêu giống tôi quá trời. Tiền nhiễm ra 5 cái nữa ok. Ủa giống em hả? Đây có người nói giống em rồi mừng ghê luôn á trời. Đây có người nói giống tôi rồi mừng quá. Xỉu thiệt. Không phải, mày nói là giống lúc chưa sửa là giống lúc sửa rồi mới đúng. Trời ơi, tức chết. Hôm nay hàng đẹp về mà thiệt lúa về trễ quá nè. Xanh đen còn một nha mọi người nha, xanh đen còn một. Ai lấy xanh đen, chút xanh đen giùm em đi. Trời ơi, gáo dễ thương quá trời, đó sao còn vậy trời. Ủa, alo quá vậy. Pyjama 99 ngàn chị ơi. 99 ngàn giùm em nha. Rồi em lên tiếp một mã tặng cho mọi người nữa được không? Đen 55 ngàn cho Nguyễn Tường Duy. Áo có 55 ngàn cả nha, tại cái này nó mắc là cũng đi kéo á. Rồi 99 ngàn. Em mới chạy 99 ngàn nè, dễ thương cho 99 ngàn. Ba màu giùm em. Chị Thị Hoàng, Thị Hàng Thỏ, áo vàng em chốt. Áo xanh đen chốt cho Hình Như Hà. Ok. 99 ngàn một bộ mấy chị ơi, 99 ngàn giùm em. Nè, bộ 99 ngàn siêu phẩm nữa nè. Vàng 55 chị Thủy Hoàng Võ có rồi. Đây, bây giờ mai em còn mộng này nữa nè. Em lên cái mộng này xong rồi, em lên cái tay ngắn cho. Cái tay ngắn nha, cắm dơ cho bà cho. Ôi, cái đi còn nằm ở trong kia hàng chi. Đây, đây, đây mấy chị. Pyjama giùm em nha, không biết nó nhận gì cái khuôn mặt nó nằm ở đâu rồi đó. LV giùm em luôn. Đây, 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 đây. 99 ngàn cổ sen hơi bị hot. 99 ngàn nha mấy bà nha. Lên tay dài đi chị, ra đây nè chị ơi, nè. 99 ngàn, 40-60kg mặt dừa hàng măng gồ giùm em luôn. Rồi, bộ này em có 3 màu mấy chị. Có kiểu lên chưa chị luôn một đợi chút xíu đi. Đang về hàng tùm lum lá hết trơn trời nè, chị cũng muốn lên lắm luôn á. Để chị coi coi nhà chị còn mẫu gì, mẫu áo kiểu nào chị lên nha. Đủ không, trắng ở đầu hoành nè. 40-60kg mặt dừa. Rồi trắng đen. Có quần ngủ ren, chua về luôn á bà à ơi, đang nặt lại. Bộ loan còn xanh đen không em? Dạ hết xanh đen rồi chị, còn có 3 màu đang treo à. Bộ LV, bộ thun, bà đang về chưa? Chưa về chị Hương Khệnh. Đang về hàng hết trơn á, tùm lum tùm la hàng quá bà ơi, em đang về. Đợi em xíu nha.
đủ màu cho ly hôn. Rồi đủ màu không chẳng cho. Rồi màu đen sang lắm nè. Màu đen là đúng hình luôn á. Y hình cho bà luôn. 99 ngàn mấy chị ơi. 99 ngàn một bộ giùm em thôi. Áo đủ màu cho Kiều Mạnh đó. Mấy bộ rồi? 5 bộ phải không? Gì á? Bạn có gì có mục tiêu là Đào Quỳnh trước không? Đào Quỳnh nè. Rồi, rồi ok. Đủ màu nè cho gì à? Ly hôn. Ok em. Bộ Loan thích xanh nha bà ơi. Bộ eo vị thun đang về. Yến Thi lấy nâu với đen. Yến Thi nâu đen. Rồi nâu đen còn bộ luôn. Rồi Thanh An bộ hồng. Lóng rồi mới gặp Thanh An á trời. Thanh An màu hồng dễ thương lắm. Kiều Hạnh lấy bộ đủ màu. Ủa em lấy bộ hay là em lấy áo vậy? Áo có cho em rồi, tay dài màu đen hết. Tay dài màu đen hết nha. Bây giờ quăng nè cưng ơi. Áo này chỉ còn đủ màu nè. Trời ơi đẹp muốn xỉu luôn. Đào Quỳnh có đủ không trắng rồi. Phạm Nguyệt em hết màu đen nha. Đổi màu giùm em đi chế. Áo đang mặc em còn đẹp muốn chết luôn cái vải đâu mà nó trời nó ghiền. Rồi em còn được 3 màu 4 màu lại hết luôn. 99 ngàn bộ khách ơi. Mê chịu ê kéo dài quần có túi cho em nè. Quần có túi luôn xịn sò luôn nha quý vị nha. Có body không chị? Có em. Ôi nhưng body nó chưa có về. Nó chưa có về body. Đây 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 đây. Nè. Trời ơi cái mụn nu nè mấy chị. Đẹp chấn động địa cầu luôn. Má ơi mụn nu xuất sắc với bà luôn nha. Rồi. Dạ em 4 màu trước á mango. 4 màu trước mango á chị. Với 5 áo thun. À là lấy cái này luôn phải không? À là Loan có rồi, bốn Loan có rồi, ok. Rồi LV nâu cho chị Phương Quyên. Với 5 bộ tay dài nãy, 5 bộ đủ màu nữa. Rồi có rồi em, này là áo của này ấy, có rồi đó cưng. Có rồi đó. Rồi màu hồng đẹp mấy chị ơi. Màu hồng sang lắm mấy chị. Màu hồng sang xỉu luôn. Trời ơi, mặc như bánh bèo luôn mấy bà ơi. Cưng ha. Màu hồng nè, dễ thương lắm mấy chị ơi. Rồi. Ồ nó đang về đó em ơi. Rồi còn một cái bộ màu nâu mấy chị ơi, một cái màu nâu, nâu tay mấy bà ơi. Còn một cái nâu tay giùm em luôn nè. Một bộ nâu tay mấy bà. Rồi 145 mấy chị ơi, lộn. 99 ngàn nha, 99 nè. 99 trắng nè mấy chị, 99 trắng luôn. Ai lấy 99 trắng chút 99 trắng giùm em luôn. Thêm nâu tay cho Đào Quỳnh nè. Trắng đẹp quá trời luôn á trời. Lên phó cái này màu trắng với bà gái coi nha. Ôi áo đang mặc còn mấy cái không ai lấy cho em đúng trời. Đẹp má ơi luôn. Mai mai hết rồi. Áo này dễ thương mà ta. Áo này sao về. Trời ơi trời không tin luôn á. Không tin là cái áo này về mấy chị không chịu luôn á nha. Lên bây giờ mùi mai đùi về ok la. Từ để em lên cái bằng ri cái đã nè. Thêm trắng diễn thi. Ờ cái áo nó về được 30 không biết về đủ không nữa nè. Yến Thi thêm vàng có. Có lộn thêm trắng. Trời ơi trời, lâu rồi không lên mấy cái pyjama dáng dày luôn á. Xuất sắc mấy chị ơi, mấy cái em này mà mặc là sang xỉu cho em nha bà. Sang xỉu nha Yến Thi. Ok, áo nút về không chị? Áo nút. Ngày mai về hàng áo nút lại. Áo nút nè, áo nút hôm qua like rồi đó. Trả hình với bà đó. Rồi bộ này còn hai màu. Một trắng với lại một màu hồng nha, cho em hồng lên mẹ em đi. Rồi má ơi bộ đùi nè. Bộ đùi nè mấy bà ơi, xỉ lẻ một giá lại đi con em. Em bán sale hết toàn bộ luôn. 59 ngàn. Rồi chia sẻ lên cho em đi cả nhà ơi. Chia sẻ lên giùm em nha. Rồi đây. Ờ bán pyjama lắc hồi nó đâm sụt bể vô hàng đồ kiểu không biết có ai coi tôi không nữa. Thôi mà cũng ráng luôn. Em nói thiệt luôn mấy bà, mấy cái hàng này em bán á 80-90 ngàn mà. Cái này nó là lụa satin luôn, rất là đẹp. Cái cổ đã làm là nó ủi cho mọi người cứng luôn nha. Em sale xỉ lẻ một vé, tại cái này bộ này bán tri ân cho mọi người ha. Bộ này bán tri ân cho mấy chị nè. Rồi bộ trắng đã mặc chị nắng mai.
Chị Hiền lên lấy bộ hồng tay dài hay là lấy bộ hồng giá rẻ báo em. Rồi vô Nguyễn Thị Xuân lấy bộ trắng em đang mang có luôn. Nguyễn Thị Xuân lấy bộ trắng đang mặc có luôn, 99.000 tay dài giùm em. Rồi em này bán tặng pyjama cho mọi người luôn là 59.000 ha. 59 hồng. 59 hồng. Nắng mai hai bộ trắng lận nè. Đây còn bộ nè. Rồi ok. 59 hồng, 59 xanh giùm em. Bộ này bán tặng luôn mấy chị ơi, 59.000 cho nó hết nha mọi người nha. Cái này đó là lụa satin mấy chị, vải đẹp lắm. Đó. 59.000. Màu xanh 59. Màu kem. Và 59 màu vàng. 59.000 bộ. Đẹp lắm luôn quá trời. Đó. Sắc chưa? Ok Nguyễn Thị Xuân em chốt rồi. Hiền lên lấy bộ rẻ nè. Màu đỏ. Có lộn màu không? Màu hồng. Bộ xanh chị Đào Huỳnh. Hãy lấy một kem, chút kem em nha. Kem hay vàng gì cũng được. Cái này mình chút kem đi, rồi này mình chút vàng nè. 59.000. 59.000 một bộ mấy chị ơi. Quá rẻ thiệt luôn á. Trời ơi, cái này bán sale quá chị ơi. Chứ em không có lời luôn, bộ này bán lỗ mà. Tại vì còn mười mấy bộ, em để trong góc quà mấy em ra. Em bán em sẵn, em bán chi ơn luôn á mọi người. Hàng chưa về nè, em lên tương tác luôn á. Thiệt. Chứ không có giá đâu, quần có túi nè mấy chị. Hàng rẻ rẻ, 50-60.000 không có đâu mọi người. Bình thường em bán mấy cái bộ rẻ rẻ thôi, rẻ rẻ tiền thôi cho mấy chị 49.000 rồi. Thiệt, bộ này mấy chị bỏ thêm 10.000 nữa, mấy chị mua mấy cái này cho em đi, mặc cho nó mát. Thiệt, rẻ rề. Trắng nó mặc ở chút chị Hằng Phan. 59 ở chút Trung Ngô, Trung Ngô. 59 cái Diễm chút. 59 cái Diễm chút nè, vàng cho Hiền Lê. Cái này mát thiệt sự là bán tặng á mọi người ơi, chứ cái này không có lời. Bán lộ luôn mà. 59 màu kem dùng đơn chị Vivian Nguyễn nè. Ok hồng 59 cho Thu Hà. Rẻ mua đơn trên sóng 75.000 em đi đơn nha. Rồi ok Thu Hà nè. Rẻ quá trời quá đất. Kem còn bộ. Dung Ngô lấy kem đi Dung Ngô, hết vàng rồi. Lấy màu này đi, màu này dễ thương nè Dung Ngô. Lấy màu kem rồi đi, quăng cho bà màu này ra nha. Dung Ngô nè. Lấy kem đi, màu này đẹp nè, còn có bộ à. Rồi còn xanh thôi mấy chị ơi. 59.000 giùm em nha mọi người, còn có 4 bộ xanh cuối cùng thôi. Chị Quyên Lô rồi vô hốt hàng sale nè trời. Đây 59.000. Màu xanh giùm em nha mọi người nha. Xanh ai lấy xanh chút xanh luôn. Hồng dài phía sau. Cho em xem bộ hồng dài lại đi nè, em không thấy. Đây nè, bộ giống em đang mặc mà nó màu hồng thôi à. Nhi Nhi, hàng em gửi cho chị Nhi Nhi á. Chưa hả? Nhi Nhi nè. Gửi chưa? Gửi rồi em ơi, gửi rồi nha. Gửi thêm thì hàng mới giùm chị nha. Rồi đây. Đẹp quá trời quá đất luôn. 59.000, ơ lộn. Bộ này 99 giùm em. Bộ gấu 59 còn không chị? Gấu 59 là bộ nào ta? Bộ gấu 59 là bộ nào trời? Rồi. Ok, lên bây giờ mang tay dài nữa hả? Hôm nay bà đảo tay dài dữ hả? Bộ này em còn mấy bộ em hết nè. Rồi lên pyjama tay dơi nè. Rồi áo kiểu để em tí nha. Áo kiểu để em xíu em lên liền nha. Trời ơi nè. Pyjama lụa mango luôn. Mấy cái bộ này mặc sang chắc chết quá à. Ừ. Đây pyjama tay dơi hàng mango giùm em. 99.000 một bộ mấy chị ơi. Bộ này xỉ giùm em là 85 nha mọi người. Xỉ bộ này tới 85 lận. Cái này là hàng mango đẹp. Lẹ em để bà chế bộ này nè. 98.000 chứ 98.000 giùm em. Lẹ 98 mọi người. Đây. Đó. Pyjama mango giùm em mấy bà. Cái này có 3 hả tiết mấy chị ơi. Có 3 hả tiết nha. Rồi màu beo nè. Màu beo màu vàng nha mọi người nha. Beo vàng giùm em luôn. Hết ra trời ơi thiệt chạy luôn á. Có hai màu chứ beo với vàng nha. À có lại cái màu đậm nữa. Nhưng mà chứ là bộ này.
Cô đang mặt toàn không anh? Cô đang mặt toàn không? Cô đang mặt còn hồng. Ba hôn nè. Ba bộ pyjama. Ok. Cô đang mang còn hồng. Cô rip nha. Chàng không về kịp chắc chết quá thiệt chứ. Hồi nãy lúc nó sale sao nó mặn không yếu ta. Mà hồng đẹp quá ha. Trời ơi, em nói thiệt luôn á, trời mấy con này mặt sang ghê luôn á. Ê, nãy giờ có ai mua đá chưa anh? Không có luôn hả? Đang chai nước suối đi. Cho em coi bộ beo vàng, thắt beo vàng em ơi. Beo còn có hai màu cục cân ơi. Beo còn có hai màu à em. Phát lên đang về nè cục cân. Rồi bộ này còn hai bộ hồng, cuối cùng ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn. Em có bộ này đẹp mới chứ. 79 ngàn. Nè để lại cho cô cho gì đụng màu nè. Bé gì cũng tiêu rồi. Chồng Huyền á. Nó không có la trời la đất. Bắt lên đang về mấy chị ơi, đợi em xíu nha mọi người. Đợi em chút nha. Về liền, về liền. Rồi cổ vuông, mới về luôn. Ồ đẹp ghê luôn cái bộ này mấy bà ơi. 79 ngàn giùm em nha. Bộ đang mang còn hồng, ai lấy hồng giùm em đi. Cho nó hết. Dễ thương lắm. Nè. Bộ gân tay ngắn còn không chị? Gân gân gân. Ủa gân tay ngắn là mẫu nào nhờ? Chỉ có hàng burip mà, bữa nay chỉ có vài hàng burip mà. Ờ cái bộ này là của bộ Lý Kim Ngân nè mấy chị, đẹp lắm luôn á mọi người. Đủ màu cho Kiều Hạnh nè, bộ này đẹp lắm, rẻ. 79 ngàn giá lẻ cho em nha. Bộ này về được có 1 ly à? Ok. 79 nha mọi người, bộ 80 tay dài còn. Có chưa chị? Bộ 80 tay dài là bộ nào vậy ta? Đang về em ơi. Đang về bé yêu, này đẹp lắm. Bộ này 79 ngàn. Bộ này đẹp xỉu luôn á. Xếp đen đùi nè. Bộ hồng đang mặc cho Minh Tiến. Đen đùi cho cô bé. Em bao cho bà chế mặt bộ này nha. Hàng mua rip luôn, quá trời rẻ. Bộ này rẻ đẹp mấy bà ơi. Kim Tiến không tin giùm em luôn chị. Rồi, set sơ mi lên chưa chị? Chưa lên luôn. Để lên cho bà chế mặt mẫu set sơ mi này đẹp nè. Ở gì á, bé gì mới á, Kiều gì á, Kiều Hạnh á. Rồi ơi, tôi lên bộ này. Đẹp lắm. 79 ngàn nè. Bộ đang mang cho gái nào nè. Ok. Trời ơi nó đang về em ơi, chị chán quá trời luôn nè, chị đang cầu nó là con là phút lên gì à. Minh Tiến thông tin giùm em, Minh Tiến ơi. Bộ này giống đợt trước, phải không Trang, đúng rồi chị. Đợt này giống đợt trước chị. Đợt trước là cái quần nó hơi ngố ngố, đợt này là cái quần nó đùi luôn chị ơi. Nó cũng 1910 á chế, nhưng mà đẹp lắm. Nó cái bộ này là đúng một dạng của bộ Lý Kim Ngân tao bận luôn nè. Cái này dưới mới 6 thôi nha mấy bà, mặc gió đẹp. Em cao quá, em cao mới 65 lận. Nhưng mà đẹp thiệt. Ủa cái này mặc cỡ mà hả? Nhỏ nhỏ con mặc lên chắc xuất sắc dữ lắm luôn mấy bà ơi. Rồi. Cảm ơn mấy bà. Đồ đẹp luôn mấy bà, ủng hộ em nha. Rẻ đẹp. Nãy nhiêu có 79 ngàn mà chất mua ship luôn. Xịn quá trời mấy chị ơi. Em có màu vàng nè mọi người, ai lấy vàng chút vàng em luôn. Trời ơi, cái bộ nó thiệt đúng dễ thương luôn á. Đẹp ha. Em có màu vàng nè, màu nào gì ta? Màu nu nha, màu vàng, màu nu. Với lại màu đen. Rồi còn có 3 màu à. Trời ơi, quăng rồi đó, quăng rồi đó. Áo em mới lên xong một mẫu. Mới quăng cho em đủ màu đó. Mình đi thấy không tin rồi. Chị đang 50kg. Chị đang 50kg. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy bà ơi, màu đen nè. Em đón bộ này nè, bữa hôm hả khách hỏi bộ này quá trời luôn á. Bữa nay về thêm mấy bà.
báo tiếp đợi chút xíu. Để lên cho bà chế một cái mẫu bộ set cho sếp ngủ, ngủ áo sơ mi. Rồi bà nói nhỏ, nhỏ con mặt đẹp để tốn tiền. Đôi kìa trời. Không thiệt mà. Nhưng mà cái này mấy cái mẫu đẹp nhỏ nhỏ con mặt xinh lắm á chị. Giống như hàng bộ Lý Kim Ngân thiệt luôn á. Cái này người ta bán một set tới 200 mấy luôn á trời. Em lên cái này là lên hàng thường thôi. Lên hàng gọi là vải đẹp đẹp chút xíu rồi. Cái mấy cái form này nó dễ may thôi mọi người. Còn người ta là người ta còn tính tiền tiền gì? Tiền gọi là tiền người ta tiền mẫu nữa. Mình không có tiền mẫu. Đâu có chị này, chị 50kg lận. Chị 50kg lận. Chưa được chuẩn đâu. Rồi có màu đen nè, màu nu nè, với lại màu vàng cho em nha. Đen nu vàng. Ủa bộ này dễ thương quá trời đó. Ước chị lùn tí xíu mặt đẹp. Hơi cao, hơi cao rồi. Rồi lên tiếp cho em luôn. Lên tiếp sơ mi đi chị. Xét sơ mi này siêu xinh luôn rồi mấy chị. Ba xét sơ mi siêu xinh luôn. Em nói cái xét sơ mi này đúng đẹp luôn nè. Đảm bảo với bà luôn lên là ghiền. Nè, đẹp chưa? Xét sơ mi tay ngắn 95.000. Bọc zip luôn xịn sò nha các. Bọc zip cho em luôn xịn sò chứ chế luôn nè. Trời ơi. Mà cái này không phải hình in nha mọi người nha. Cái này là nguyên cây vải của người ta là như vậy luôn đó mọi người. Rồi nguyên bộ luôn 95. Bao xịn luôn. Mấy bà nhìn vải bà ghê. Hai màu đen trắng y hình. Hai màu đen trắng y hình giùm em. Trời ơi con màu đen nè. Trời ơi. Quá xinh luôn mấy chị ơi, quá xinh rồi. Nè nhìn màu nó chị bên trong nè. Cái vải này rất là mát nha mọi người nha. Đó 95.000. Rồi em lên. Màu trắng hoặc là màu đen. Trời ơi mấy chị nhìn cái màu đen nè mấy chị. Em có thiệt luôn á, má ơi, y chang cáo sơ mi mấy trăm ngàn luôn á mọi người. Trời ơi mấy chị không, màu đen lên là rất là dễ bị bể hình nha. Nhưng mà mọi người coi nè, thật sự là cái vải của nó là như vậy luôn chứ không phải là hình in. Nè mấy chị không, đẹp lắm luôn, hai màu trắng và đen luôn. 95.000 một set, trời ơi, cái set này em không tin là rẻ vậy luôn á nha mấy bà, đẹp xỉu luôn. Ôi ơi, tập trung chuyên môn hốt set này cho em nha quý vị. Ôi lên form mấy bà chị ơi, 99.000 một bộ giùm em, có lượng 95. Ủa cái vải đẹp lắm nè mấy bà, cái vải trộn má hơi ghiền luôn quá trời. Đẹp quá à. Trời ơi, đẹp quá à. Ủa cái áo sơ mi đẹp xỉu luôn quá trời. Em nói thiệt luôn á, mấy chị mà mua mấy cái sơ mi này, mấy chị ra ngoài mấy chị mua đi. Trời ơi, đừng có nói là tặng luôn cái quần ngố cho mọi người nha. Mua cái áo sơ mi không thôi, mấy trăm ngàn rồi. Chứ đừng có nói gì là tặng luôn cái quần ngố luôn, có 95.000 nguyên một set. Mà em nói cái màu đen nè. Chấn động rồi. Trời ơi, má ơi mê chưa. Rồi hai màu nha. Bộ vàng cánh dơ là bộ nào trời. Bộ vàng á hả? Rồi chút xíu chị lên cho nha. Ok, chúc Như nè. Em chúc mà sẽ trắng, bộ đẹp lắm mấy chị. Có 95.000 thôi đó. Mà cái vải đẹp mê luôn. Nó giống là, nói chung là cái vải của nó là như vậy luôn. Chứ không phải là in từng con lên nha mọi người nha. In từng con lên sẽ không bao giờ được như vậy luôn. Mấy chị nhìn nè, đẹp chưa. Nè mấy chị nhìn cái ngôi sao nè. Trời ơi, xuất sắc luôn á. Rồi, sẽ trắng chút Như rồi phải không. Sẽ đen cho Nguyễn Thị Cẩm Ti, Cẩm Nhung nè. 99.000 bộ, 95 chứ lộn, 95. Nguyễn Tường Duy lấy trắng 95. Trời ơi, rẻ mà đẹp ghê luôn, trời không tin được. Cái nhà làm hàng quá đỉnh luôn. Ok, Cẩm Nhung chung đơn với chị nào nè. Rồi chị Vivian nè, Vivian Nguyễn nè. Hai bộ đen rồi, 5 sản phẩm, mua thêm cặp giúp em. Mua thêm thì cặp giúp em nha. Ok la, đẹp lắm. Xếp đen chị Trúc Châu. Ok chị. Chị Hoa Lai lên một trắng 95.000 mấy chị. Chắc chắn chị Hiền Lê 95 mà mọi người rẻ ghê luôn á. Úc Thi lấy một trắng. Ok đây có phát phông dài không chị. Có phát phông dài.
Quên đi phải lấy xích đen. Chút nhau đơn chưa đi nha em. Chút nhau đơn chưa đi cũng công ơi. Trời ơi thề với bà luôn, nó đẹp. Nó đẹp chấn động luôn cái gì, nó đẹp mà em không nghĩ nó đẹp như vậy luôn á nha mấy bà nha. Xuất sắc thiệt sự. Xuất sắc thiệt sự luôn á nè. Mấy chị nhìn cái sơ mi nè. Á ôi nó đẹp dữ vậy trời. Cưng à, có màu đen nè. Màu đen đẹp quá mấy chị ơi. Nhìn nó đúng trẻ luôn á mấy bà. Cái này gọi là sơ mi gì nè, tôi quên mất tiêu cái tên này. Tự nhiên vô nghe cưng cái chuyện quên mất tiêu cái tên thiệt chứ không. Đây, để cái túi dẹp dẹp xinh xinh vô cho nó sang nè. Trời ơi, dễ thương ghê luôn á trời. Đẹp ha. Trời ơi, mà cái vải đợt này nó mát lắm mọi người ơi, chứ không phải thô cứng đâu nha mọi người nha. Mát lạnh luôn, mát lạnh. Bộ tay dài bao nhiêu vậy chị? Bộ tay dài này giá 99 ngàn à. Mà là lên cổ 2 tầng luôn, đẹp quá trời, 99 nha mọi người nha. Trời ơi, mấy em này mặc sang lắm mấy chị ơi, tin em đi, em mới thiệt. Tại vì cái này một lần em về một lô mà nó chỉ có một lớp rồi. Đợt này em lên 2 lớp cho mọi người nè. 99 ngàn bộ thôi, quá xịn luôn. Rồi, 2 màu giùm em nha. Ok em yêu. Ai chưa đi đâu em dồn đơn cho yên tâm nha mấy chị nha. Trời ơi, trời, cái áo sơ mi quá đẹp. Má ơi, cái áo sơ mi nè mấy chị ơi, coi nè. Đẹp lắm luôn á. Em là em rờ tận tay nè mấy chị. Không tin được cái áo sơ mi này giá em đang bán luôn á. Xuất sắc quá. Trời ơi, cu te ghê ha. Ôi mặt nhìn mình trẻ sợ luôn vậy đó trời. Rồi còn hai màu nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn, kèm em số điện thoại. Áo khoác nhà chị giờ ở nhà chị là tổ áo khoác loan. À có cái áo khoác đi, có cái áo gì? Áo này đẹp lắm nè. Có mùi cải là đẹp lắm. Đợi tí em vô em lên cho. Rồi ok, Nguyễn Ngọc Gia Hân quần tách ta phải không? Rồi tôi để chừa cho nè. Để chừa nè. Có lấy không thì chị chừa cho. Còn đây một cái nè, lấy thì chị chừa cho nha. Rồi ok, ai lấy bộ này nữa chốt bộ đi giùm em nói thiệt. Bộ này mọi người ở đây không mua mấy bữa nữa vô hỏi em hết hàng uổng lắm em á. Thiệt, đẹp lắm. Rồi lên cho chị cái mã này. Áo khoác giùm em nha. Bán đồ tươi trẻ lắm á. Đúng là tụi thả loại luôn á. Nè quần tắc ta nè. Quần tắc ta chỉ có hai loại nha. Một loại là có size. Một loại là có size SML. SM chứ lộn còn S với M không à, 65 ngàn. Còn một loại là không có size lưng thun mà biết mặc ở khúc nào rồi. Nó có hai loại á, 65 ngàn nha. Quần tắc ta bao đẹp luôn. Rồi lên cho mấy chị cái mẫu này đẹp nè. Nỉ viền thể thao, nỉ viền thể thao báo giá xỉu liền. Ok, Nguyễn Ngọc Gia Hân quần xe S nè. Đợt này về quần này đẹp lắm á chơi. S nè, ok. Lấy em tóc ta đủ size cho mấy xe, cho mấy xương. Em ơi, mỗi size 2 cái nha. Nè, 3 size nè. Ngọc Sương 3 size nè, ok. Rồi áo khoác. Áo khoác nỉ 99 ngàn. Áo nỉ thể thao 99 ngàn. Chị mới lên quần tắc ta luôn á bé. Nón 2 lớp. Cái này em về có được cái mấy cái à mọi người. Đây 99 ngàn. Em lấy size gì bé ơi? Lấy size gì báo giùm chị nha. Đẹp lắm luôn. Đó. Áo nỉ nha mọi người. Hai set trắng đen. Cho Thúy Hạnh đang răng bẩn phải không? Ok, Thúy Hạnh hai set trắng đen nè. Thúy Hạnh chứ lộn. Ủa? Thúy Hạnh là sĩ lẻ vậy? Lẻ đúng không? Ủa size 2 cái là sao chị? Thôi chị quăng cho em đủ size mà lờ rồi bé. Khỏi. Chị quăng cho em đủ size SML rồi, yên tâm nha. Rồi đây mấy chị ơi. Trời ơi, đẹp ghê luôn ông nè. Vải nỉ, giày cùi với bà luôn. Em bán 99 ngàn. 45kg à chị ơi, vậy lấy S đi cơm. Ở
không kèm size mà không kèm ký luôn đâu, chị đâu có biết đâu. Ép nha. Ok nè, ép nè. Ok luôn, rồi áo tích nỉ mấy bà ơi. Trời ơi, kêu lạnh lắm rồi mà đến áo nỉ không ai mua cho em hết trơn, trời ơi, buồn ghê ta. Chị Vy, bây giờ em không chốt nữa. Em chốt chị ba cái cuối, em muốn chốt nữa nha chị ơi, mai tập chị em cho chị. Tại vì chị đã mua hàng mình chốt. Ờ ok. Mai tập chị em nha. Em tưởng khách lạ em không có dám chốt cho chốt tập bậy tập bạ mất công lắm. Em mờ phải không anh? Ok. Rồi bán người mở luôn. Ok luôn. Vô. Chị về bán len lạnh lạnh nhiều đi chị. Trời ơi chị lên nè. Bây giờ len lạnh không nào mua hết trơn á. Không á. Bây giờ nãy giống em hốt giùm hết trơn. Trời bắt giờ len nữa. Xỉu. Hàng đang về đó mấy bà ơi, tôi chán quá trời luôn. Giờ này chưa về hàng cho em nữa nè. Trời đất ơi, giá thiệt em sáng đời ghê luôn á. Em đăng mẫu quá trời luôn. Trời thiệt. Bắt em vô hỏi từ nãy tới giờ luôn vậy đó. Thiệt bây giờ 9 giờ mấy mà chưa về hàng nữa. Chuẩn bị em lên em sell mấy mẫu này chắc em ốp quá à. Sáng mai em lên sớm với mấy chị quá à. Thiệt luôn á, bây giờ một đống mẫu đang về cái kìa. Mà bây giờ em like không biết chừng nào mới xong. Trời ơi thiệt luôn, bây giờ em tắt điện thoại thôi, em chuẩn bị em nhắn tin em nói nữa nè. Em đã nói rồi là về sớm hàng cho em, nghĩ sao giờ này chưa về hàng cho em, mà chết thiệt không. Mai mấy chị đi đơn hết trơn, nó trội nữa chứ. Xỉu thiệt. Rồi xếp dịch mấy chị ơi, sơ mi tay ngắn luôn nha mọi người. Bộ này em sell với bà chị 89.000 luôn. Dịch 89 mọi người. Nè đẹp lắm, dịch 89 nha mọi người. Dịch 89 nè. Em cũng đang ngóng hàng nè mấy chế. Tức gì đâu á. Nè. Em tưởng là em đi rồi á. Để em đứng em ngồi em like xương xương trước mấy mẫu với mấy bữa vậy đó. Là em like là hàng nó về tới vừa vừa là giống như mấy bữa là được. Giờ này còn chưa về hàng cho em nữa. Biết làm ăn gì nữa trời. Rồi nè, này còn bộ nè. Ồ, ai cũng giờ hàng mai đi đơn hết trơn. Trời không biết sao luôn mà ngộ nè. Thì cũng đang like đó, like để cho nó về hàng đó mấy bà. 89.000 nha. Rồi giờ để em lên em sell mấy mẫu với mấy bà đi. Rồi đỡ nó về hàng về đi. Chứ giờ mẫu mới thì em cũng sắp hết rồi. Bộ này đẹp lắm nè mấy chị. Của Mickey hàng Quảng Châu. Em đang mặc là nguyên set luôn, 95.000 nha cô Nhã. Ủa này đẹp lắm nè mấy bà ơi. Cái quần Mickey luôn. Cái quần Mickey mà chất kaki luôn nha mọi người nha. Nguyên set luôn, 105.000. Cho em coi bộ cánh dơi lại đi chị. Cánh dơi, cánh dơi chỉ còn con ngựa vằn với lại ngựa vằn với beo thôi em ơi. Nè. Nhúc bích kỳ đẹp lắm, đợi cho xếp lên cho 40-60kg mặc dừa. Hai màu trắng đen. Nè. Đây nè gái ơi, đây là chị Trung Xăng. Trời ơi, em nói cái bộ này là đúng đẹp luôn nè mấy bà. Bộ bích kỳ cho em nha mọi người. Rồi. Nay nhớ về ngủ không chị Trang? Có về quần đùa quần ngủ ngắn đúng không? Có về em. Có về. Đây. Mickey giùm em. Cái quần này là quần kaki luôn nha mọi người nha. In full hình cho em luôn nè. Có túi cho mấy bà luôn. Rồi bộ này bên em có hai màu quá chị. Mẹ chị coi nhìn nó hàng nó xịn lắm luôn mấy bà ơi. Rồi Mickey trắng và Mickey đen nha mọi người nha. Em chốt rồi đó chị. Em chốt rồi đó chị Vivian ơi, chốt rồi. Mickey đen và Mickey trắng.
Ủa ngố hả? Có về ngố nè, em lấy ngố màu gì? Xét bít kia trắng 105 chị Suri Trần. Đẹp lắm mọi người. Đây. Trời ơi xinh ha. Bít kia trắng đen giùm em luôn. Có mẫu quần dài nào không chị? Không em ơi, quần dài còn có mẫu này nè. 105, sale luôn với bà, sale luôn bằng bộ sắc nách luôn, 105 còn hai màu. Chị này mua một sản phẩm không nghe máy rồi. Mít kia đen em chốt cho chị Nhung Sun phải không? Suri Trần một bộ, Nhung Sun một bộ này đẹp chị. Rồi nha gái ơi. Mickey, Mickey trả cho Châu Bảo Anh nè. Có hàng đi chưa? Ủa, bộ em đang mặc từ 40 đến 60 kg mặc vừa. Rồi em lên cái này. Cái gì? Châu Bảo Anh, Nhung Xoăn, Suri Trần. Ok. Dạ chút Mickey trả cho chị Nhung Xoăn rồi. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, 105 giùm em nha mọi người nha. Áo thun phom rộng nè mấy bà. Cái này thêm một cái quần Mickey nữa. 40 cho 58 kg vừa giùm em. Dây kéo nằm bên hông mấy chị, dây kéo nằm bên hông. Mickey đen chú chị Hằng Phan, Hằng Phan. Dễ thương quá ha. Em mấy chị có 105 ngàn à. Quần kaki luôn nha mọi người, quần là quần kaki luôn. Đây. Quần kaki jean đó mọi người, đẹp lắm. Hằng Phan là Mickey đen. 105 giùm em nè. Rồi em lên form nha. Bộ đang mang là giá 195 ngàn, chứ bộ đang mặc 95 ngàn. Mình lên cái Mickey trắng. Bộ này đẹp quá trời đấy bà, cho em coi bộ. Đồ vô xì, ở sau đi. Bộ vô xì em có nhiều màu tay ngắn, 95 ngàn. Cổ sen tay ngắn nha, cổ sen tay ngắn. Rồi chúc em lên cái này cho, bây giờ em lên cái Mickey này trước cho bà nè. Ê, cái bộ cổ sen xanh đen em còn một bộ nè, cái ai chưa có nữa bà. Kéo kéo đi làm em đi. Bộ này đẹp nè. Đi mấy người còn thấy tiếp, mới chờ lắm. Để em cái quần tắc ta say. Sai gì? Chị Thuyền đi kia lấy sai gì chứ ơi, comment lại giùm em với. Sai S ok chứ. Cho em xem cổ sen tay ngắn có mấy màu gì chị. Ok, đợi chút xíu nha. Pyjama tay ngắn có 3 màu, màu trắng, màu đen và lại màu nâu. Trời ơi, bà cô Út ơi, tôi trả lời bà rồi, hàng đi rồi phải không? Hàng đi rồi bà ơi. Quần da á chị, size S, ok, Nguyễn Thị Kim. Hả? Đẹp ha, phải đẹp ha. Tiền nào của nó đẹp quá trời, nó cũng có 95 ngàn thôi, quá trời xịn sợ. Trời ơi, set này mấy chị ơi dễ thương chưa? Trời ơi, cái quần đẹp quá à. Quần cưng quá mấy chị. Ê, cái này mà có túi cái túi nhỏ nhỏ mấy cây đồ đeo chắc cưng lắm ha. Thiệt luôn quá. Thiệt luôn nha, cái này mà có túi mấy cây nhỏ nhỏ xinh xinh đeo chắc cưng dữ lắm luôn nè. Cưng quá à. Ê, cái này dễ thương quá mấy chị ơi. Có hai màu đen, màu trắng, dây kéo nằm bên hông giùm em nha. Nó còn có độ co giãn mấy chị. Đây ha. Dễ thương quá à. Thiệt. 105 hả? Ủa ai, ai bán mà đi. Ai cho ăn lại mà đi. Ôi cái bộ này dễ thương quá à. Chinh chinh này gọi điện không có nghe máy nè. Phải không chinh này, phải chinh chinh này không? Màu đen nè mấy chị, em nói thiệt đúng cân luôn á mấy bà. Có 105 ngàn một set thôi. Là bao gồm áo và lại quần luôn. Mà cái quần đó là hàng Capuzin nha. Trời ơi, nổi cái quần này em bán luôn á mấy chị ơi. Là 99 ngàn rồi, giống như hôm qua cái quần kia kìa. 99 ngàn rồi á. Cái này mấy chị bỏ thêm 5 ngàn nó rước cái áo đi về nữa. Trời ơi, hột me cũng xe ghê. Ôi, nó dễ thương quá à. Cái set Mickey này cân xỉu luôn á bà chị ơi. Rồi chị Trinh Trinh này có chuyển tiền rồi mà. Còn hàng ở đó, còn hàng ở đây mà. Rồi ngó phía sau bao nhiêu vậy chị? Ngó nào ta? Ngó này chị mới treo 95 em ơi. Ngó mới treo 95 ngàn. Ngó sơ mi nha. Rồi ok.
Ok chị Trinh Trinh nè, để em kiểm tra lại nè. Rồi đây, đẹp quá, trắng đen hai màu. Rồi ok la, chị nào đây? Quần da size S cho chị Nguyễn Thị Kim. Chị Trinh Trinh có lựa thêm gì mai đi sớm nha chị ơi. Cho mấy bạn quên đó chứ ơi. Trời ơi, mấy nửa nửa mấy bà vô mấy bà đòi nợ em nữa. Thiệt luôn á. Quần S nè. Mém rồi, tôi khách, tôi mất đơn hàng rồi. Kim nè. Ok luôn. Rồi, bộ pyjama đằng sau lưng của em nè. Cho em xem bộ ngủ phía sau đây tình yêu ơi. Đẹp lắm luôn, 99.000. Có lộn 95.000 à, nhìn cái sơ mi là biết đẹp liền luôn có thiệt chứ. Đẹp xỉu chưa? Bộ em đang mang giá là 99.000, có lộn 105 nha mọi người. Em thấy nó cưng quá trời cái vậy. Thiệt luôn á. Có túi luôn. Xinh ghê chưa? Hai màu đen trắng, màu đen đẹp nè. Màu đen cũng cân nữa. Nguyên set luôn mọi người, Mickey luôn. Cân ha. Rồi, ai hỏi em cái bộ pyjama tay ngắn. Nó bốn màu. Bốn màu. Đây. Còn pyjama beo không chị? Beo còn beo nu rồi mà em ơi. Áo tay dài em mới lên một mẫu rồi, đợi em tí xíu đem lên tiếp cho chị. Rồi bộ rằn rơi ở dưới là gì vậy chị? Bộ đó là bộ tay dơ á. Dạ em có quần jean cho chị An Nhiên ơi. Quần jean cỏ luôn, ba không trắng cho là quần cỏ. Nè đẹp không? Xinh lắm. À, xuất sắc luôn. Rồi màu trắng, màu nâu và màu đen giùm em. Trắng nu và đen nha mọi người. Rồi tắt lên tay phòng chưa có về, đang về hàng em ơi. Chị rầu quá trời luôn á, sao giờ nãy chưa về hàng cho chị đó nè. Dạ có quần rin nhà em có nhiều loại lắm. Mấy chị đợi xíu đem lên cho. Đây. Đó, 95 nha. 95 giùm em luôn. Pyjama Gucci 4 màu. 4 màu. Rồi cái này có màu nâu nữa nè. Đó. Ok. Có áo phát beo không chị? Trời ơi. Nè áo phát beo nè. Áo phát beo còn được sót lại mấy cái nè. Một cái. Phát beo qua 75.000. Chị không trả lời em, trời ơi lấy cái gì vậy em ơi, trời ơi không, không thích comment hả? Cái gì? Nói rồi, em có nắn tin rồi. À, cái này rác hả? À, rồi ok, ok, vậy rồi, vậy rồi, vậy rồi. Cho em xem ok, áo phát beo còn nè. Dạ 95.000, pyjama đen da cho chị Hồng Nguyên. Thanh An lấy nâu. Đen nâu. Đen nâu ok cho Thanh An nè. Dạ, dạ không chị ơi, 65kg không có, không có chị. 65kg chị có mua được áo khoác nhà em thôi, hàng về rồi, hàng về rồi. Hàng về rồi mấy chị ơi, không đủ số lượng để mà chia trong đây. Rồi pyjama màu da 95 cho Diễm Trúc. Tỏ luôn pyjama màu da. Rồi bà đang mừng, ừ mừng thiệt. Về rồi tôi mừng quá bà ơi. Rồi nè, ai hỏi áo phát beo còn được hai màu nha. Beo mấy chị ơi. Beo 75 giùm em. Beo 75. Ok ok ok. Rồi hàng về gửi bà ơi. Chia sẻ lên lại giùm em cho mọi người nha. Chia sẻ lại giùm em luôn. Phát beo còn hai màu em ơi. Hồng với lại màu kem 75.000. Form vải là rất là đã luôn. 75 nha mọi người, phát beo.
Có nâu cho Thanh An, mà nâu Thanh An ơi, có nâu rồi. Có nâu rồi, có nâu rồi. Ok. Em coi bộ Loan với ai? Ai có ai của đầu mình năm bộ má? Có người comment mà. Đen da chị Hồng, chị Hồng Hồng Nguyễn có chưa? Đen. Đen da. Màu da là màu này nè. Đúng rồi, đen da màu đó đó. Bimovia màu da chị Diễm Trúc có chưa? Rồi An Thanh có chưa? Ờ có chưa? Bộ Lan đợi chút xíu luôn. Không bán cho Thúy Kiều nè. Có lộn Thúy Thanh Thúy. Thúy đâu ra 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 đọc ra Thúy Kiều luôn má ơi. Chắc nhớ tới Kim Trọng hay sao á. Đợi một xíu bà đợi một chút nha. Áo khoác 75 ngàn dùm em chị Chân Ngốc. 75 ngàn còn hai màu chị đẹp. Rồi tay ngắn 95 em còn nè mọi người. Tay ngắn 95 ngàn dùm em nha. Rồi em còn hai màu đó. Rồi ok. Bộ này em còn một bộ trắng nè. Có hai màu em ơi. Màu chị mới vô lên nghĩa là màu hồng nè em. Màu này mới để màu hồng. Nè. Hồng nè xuất sắc chưa? Hồng nè với lại màu màu trắng 75 nha. Hai màu. Rồi đợi em xíu treo cái bộ này lên cái đại bàn. Rồi em cui hàng. Ôi cái bộ này dễ thương quá trời luôn á má ơi. Bộ nó mặc 105 nha mọi người nha. Em thấy cưng lắm mấy chị nè. Cái quần là quần kaki mà cái form của nó nè rất là dễ thương luôn. Đây bộ này cho bé phone 2 bộ đi. Ok, chân ngốc nè. Pyjama tay dài nữa đi chị. Trời ơi, mày làm như tao là nhà sản xuất pyjama tay dài gì đó. Con này hình như có duyên đó mặc pyjama tay dài nè. Nè, tay dài Loan ai hỏi em nè. 199 ngàn nha mọi người, 99 thôi. Nè, xanh nè, hồng nè, đỏ. Hồng, đỏ nè. Ba màu. Bộ đang mặc có hai màu trắng và đen. Quần nó có một màu thôi. Ê bóc cái áo giùm em ơi. Chân ngốc quên luôn. Quên luôn cái chân ngốc. Rồi bắt đầu khui hàng mới. Thanh Thủy đơn đi chưa ai biết đâu. Đi chưa? Hả? Đi chưa? Đi rồi em ơi. Cái này đơn mới mà em ơi. Đây còn màu đen nè. Mua rồi dồn tiếp đi. Đẹp ha. Màu đen đẹp mấy chị, em thấy màu đen hơi bị dễ thương luôn. Áo đen lên quần nè. Trời ơi, cân quá trời luôn á. 105. Bộ này đẹp. Thiệt, bộ này đẹp thiệt luôn á. Có 105 ngàn à, cái quần với cái áo luôn, quá trời ghẻ. Hả? Chân ngốc lên thông tin giùm em luôn. Chị chốt cho em rồi nè, mẹ lên thông tin giùm chị đi em. Nói nghe là lật cái bao này ngang quay em cái. Rồi qua mẫu nha mọi người ơi. Ai lấy gì chốt giùm em nha mọi người. Trời ơi hàng má hơi mê. Rồi đây nó mắc len nè. Má ơi lúc đầu vô đông quá trời đông luôn nè. Giờ tắt đi lai lại chứ. Được nhiều cái.
xong đúng rồi. Ủa con này đẹp quá trời. Qua đây mới đi.